Ngài Đế Nhàn á, ngài bị bệnh. Ngài Đế Nhàn cái thời đó là ngài nổi tiếng, ngài thuyết kinh Pháp Hoa là đệ nhất, nhiều người hưởng ứng, mỗi lần cái pháp hội ngài đông lắm, cái dân Trung Quốc ở đông mà. Sau đó một cái thời gian sau quý vị biết là ngài bị bệnh nặng, đi không được. Bắt đầu là Ấn Tổ gửi thư đến, chút nữa đọc cái lá thư cho quý vị nghe, thiệt là hay. Đế Nhàn cũng là một vị coi như là không phải tầm thường đâu, phi thường lắm ạ. Nổi tiếng thời đó mà Ấn Tổ cũng phải viết thư khuyên ông nên niệm Quan Âm đi. Ghê không? Ồ, chứ không phải đơn giản đâu. Rồi ngài Hoằng Nhất Đại Sư đó là các vị Bồ Tát tái lai không mà phải gửi thư đến hỏi Tổ Ấn Quang. Cho nên những cái lá thư của Tổ Ấn Quang quý vị thấy không phải là bình thường đâu nghe. Cái người mà hỏi ngài đó là người đó có nhân duyên với ngài, và ngài có thần thông Bồ Tát Đại Thế Chí mà, thấy rõ con người đó như thế nào và có thần thông biết cái tâm họ như thế nào, phải nói như thế nào, và về sau những người khác đọc lá thư vẫn có tác dụng đó luôn. Các vị hoàng nhất, các vị mà coi như tổ mà còn phải hỏi ngài, còn mình kẻ phàm phu mà bỏ văn sao là thua. Cho cái thời của ngài, ngài la rầy cái chuyện lớn nhất là cái chuyện cầu cơ, linh quỷ giả mạo nhập vô nói đủ thứ hết trơn, là ngài rầy cái chuyện này lớn nhất. Vừa rồi chắc có cái cô cũng ngồi trong này nè, chắc có ngồi đây nè, làm cho ban hộ niệm. Chúng tôi tiếp khách xong rồi cũng cầm cái lá thư của lên, gương mặt khác thường, khóc lóc bù lu bù loa. Thầy cho con nói. Họ nói cái gì? Mấy ngàn chiến sĩ đang nói chuyện với con ghi vô thư đây. Ủa bà này bữa nay sao ngộ vậy ta? Kêu thôi chiến sĩ có nói gì nói, mình không phải nói không có, nhưng mà thôi chiến sĩ nói xong tay này qua tay kia niệm Phật hồi hướng, đừng có để họ trong lòng, để câu Phật hiệu đi. Không, thầy phải cho con nói. Làm dữ dằn vậy chứ, khóc bù lu bù loa. Cái bà này sao bà khác thường dữ ta. Thầy mới nạt thầy la cho một trận. Thầy kêu sao mà bà nghe văn sao Ấn Tổ mà bà không có hành theo văn sao Ấn Tổ để câu Phật hiệu trong lòng, chứ sao mà bà lại là để mấy cái chuyện này trong lòng, mà bây giờ bà bị lan truyền lên nữa rồi bà làm tùm lum tùm la trong này hay sao. Bà ở trong phòng hộ niệm rồi bà cứ thấy vong rồi thấy chiến sĩ đồ hoài như vậy, bà không thấy Phật là bà chết rồi. Sao bà niệm Phật mà không có Phật trong lòng mà bà cứ để những chiến sĩ này trong lòng không vậy. La nạt cho một trận cái bắt đầu mới nín đi ra. Hết sức thận trọng. Họ cũng là một con người như bao con người, đủ duyên thì niệm Phật chung với mình nghe Pháp, không thì thôi, chứ làm gì quan trọng dữ vậy. Không phải mình khinh miệt thị họ, mà mình phải làm gì? Giữ câu Phật hiệu, chuyện gì đã qua cho nó qua, chuyện gì chưa tới đừng có lo. Bỏ câu Phật hiệu trong lòng, đừng có bỏ cái gì khác, bỏ vô là nó chướng ngại đó. Cho nên đang nằm trong cái gì? Tưởng ấm, tưởng cái chuyện đã qua rồi, mà tưởng đây là tưởng ấm ma rồi, nguy hại vô cùng. Sắc thọ tưởng hành thức đều là không, đều là vọng, chỉ có chân tâm thường trụ tánh đức mình là chân thật bất hư, mà tánh đức nó chưa có hiển lộ. Giờ lấy cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, danh hiệu Phật A Di Đà là cái pháp để mình tu, để cho mình tu đức đó, để cho tánh đức nó hiển lộ. Cái danh hiệu của Đức Phật A Di Đà, cái danh hiệu của Bồ Tát Quan Âm không phải đơn giản như ba ơi má ơi đâu. Hoặc là danh hiệu là gọi rằng là một cái tên bình thường là tèo tí đâu đâu, không phải đâu. Mà ngài tu bao nhiêu đời kiếp rồi á, bắt đầu ngài đem bao nhiêu cái công đức á, ngài hồi hướng vào trong đó, cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức, vô lượng thần thông diệu dụng, ngài hồi hướng ở trong cái danh hiệu đó. Mà nếu chúng sanh nào tin tưởng niệm cái danh hiệu này lâu ngày chày tháng thì cái tánh đức của con người sẽ hiển lộ ra. Cái này khó tin lắm, khó tin lắm. Cái danh hiệu Phật mà mình kêu mình niệm lâu ngày, cái tánh Phật của mình, cái tánh đức của mình nó hiển lộ ra cái diệu dụng. Chuyện này khó tin lắm. Chỉ những người mà có căn lành sâu dày với Phật Pháp nhiều đời nhiều kiếp họ tin. Chứ nếu mà anh em như chúng tôi, người tu sĩ mà đi học những cái bằng cấp cao, học giáo lý sâu dày rồi đó nha, mà không có ai khai thị với pháp môn tịnh độ, mà không có gặp tông chỉ tịnh độ thì đố mà niệm Phật nổi, niệm không được. Không có một chút niềm tin gì mà niệm hết, niệm không có vô. Sự thật là như vậy. Lúc trước chúng tôi đi học trường cơ bản mà kêu mà tin được cái câu Phật hiệu mà niệm là không có đó. Hàng ngày suốt ngày học kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh này kinh nọ,
lên để học thôi. Mà học cái gì thì trong tâm mình nó có cái đó, để mà kêu nó làm cái khác nó không làm được. Kêu nó niệm Phật nó niệm được, không đơn giản đâu. Rồi mà sanh ra hỷ bán, chê bai chỉ trích rồi nữa, bài bác nữa, nguy hiểm, đọa lạc chết. Cho con người của mình lắng nghe nha. Khi mình thích một cái tượng danh của Bồ Tát Quan Âm, thích cái danh hiệu Bồ Tát Quan Âm, thì khi mà mình thích cái tượng là mình cung kính, mình hoan hỷ, mình tin ưa, là mắt của mình nhìn cái hình tượng Bồ Tát Quan Âm là được vô lượng công đức. Con mắt của mình mà nó đặc biệt là nó có công đức rồi, nó không có lão hóa. Và thượng giảng kinh thỉnh thoảng ngày đeo gương thôi, chứ ít thấy thế này ngày đeo gương, 93 tuổi rồi. Mà con mắt của mình mà khi mà nó có công đức rồi thì nó thích nhìn những cái gì để tạo ra công đức, chứ nó không thích nhìn những cái gì để mà mất công đức. Lỗ tai của mình khi mà mình nghe được danh hiệu Quan Âm rồi là nói gì? Nó sanh ra vô lượng công đức ở trong đó. Nó thích nghe những cái gì mà có công đức, chứ nó không thích nghe những cái chuyện gì mà phiền não, hoặc cái chuyện gì không đáng nó bỏ ra ngoài tai, nó không muốn nghe. Còn kẻ phàm phu mà khi mà cái tâm, cái tai của họ mà không có công đức rồi, ngang cái tai họ mà nó nhiễm phàm rồi đó, ngang cái tai họ mà nó ô uế rồi, họ toàn là thích nghe những cái ô đồ ô uế, nghe cái chuyện mà gọi rằng là phiền não, rồi cái chuyện mà cãi nhau đánh lộn, rồi mấy cái chuyện mà gọi rằng tạo phiền não là họ thích nghe. Còn mấy người nghe cái tai họ thanh tịnh rồi ngang, họ không thích nghe những cái chuyện đó. Nghe tai này nó lọt qua tai kia, không có lưu lại. Mà lâu ngày chày tháng rồi bắt đầu cái tánh nghe họ nó mới gì, nó phát diệu. Còn cái miệng của họ cũng vậy, họ niệm danh hiệu Quan Âm, họ ăn chay, họ niệm Phật, họ tụng kinh á, cái miệng họ nó có cái âm đức, cho nên họ nói con cái, họ nói chồng con, họ nói mọi người người ta nghe. Còn những người mà không nghe họ nói là biết không có duyên thôi, chịu thua rồi. Chứ hầu như là những người khác người ta thích nghe. Có nhiều người người ta nói sao mà con buồn quá chừng rồi, con nói ba con tu, con ba con không chịu tu. Hôm qua có cái chú thanh niên đang làm cái đổ bê tông, đồ lót gạch đồ trước cái đài Tâm Thánh, xong nói thưa thầy, chắc hôm nay chú này cũng ngồi đang không dưới Phan Rang gì nữa, ông kêu thưa thầy sao mà con nói với ba con nghe Phật pháp, ba con không có chịu nghe, mà ông hỷ bán tam bảo, ông đập bàn thờ, ông làm đủ chuyện hết trơn, bây giờ con phải làm sao thầy? Kêu bây giờ chú đừng có ra cái vẻ như về tụng kinh rồi tu hành niệm Phật nói pháp gì cho ông nghe hết trơn, bây giờ mình hành cái hạnh rất là bình thường mà phi thường, đó là hạnh cung kính. Bình thường nha, mình về mình cung kính nấu cơm rồi cho ông ăn nè, rồi nấu canh, rồi mua chè, rồi về rửa chân, rồi cho ông cung kính, ông như Phật vậy đó. Đừng có nói chuyện về Phật pháp hết trơn, mình lấy cái chuyện thế gian pháp, mà nhất thiết pháp giai thị Phật pháp, mà hành cái pháp thế gian cung kính giữa con với cha mà cung kính tột cùng đi nữa, thì chắc chắn mình sẽ độ ông được. Rồi lâu ngày ông thương mình sẽ nói ông nghe. Ông hỏi ổ sao lúc trước con không có cung kính, con không có tốt như vậy, bây giờ sao con tốt? Lúc đó mình mới có cơ hội kêu do con niệm Phật. Này, nó nghe kiểu có lý. Cái chú này ông còn trẻ, ông nói có lý. Chứ giờ mình vô nói Phật pháp thì sao mà rốt vô đầu ông được? Ông đang kỵ Phật pháp mà. Ông không thích mà sao mình nói chuyện đó? Mình lấy cái thế gian pháp, mà thế gian pháp mà cung kính, tối rửa chân rồi cho ông. Ông lên cái rồi bắt đầu cái gì? Mình thấy cái mền nó lạnh quá thì mình phải làm gì? Nhưng bữa này Nhung Bình kể cái câu chuyện đó là lăn qua lăn lại làm cho cái mền nó ấm đi, đứa con đó mà nó báo hiếu cho cha mà, rồi nước rồi để sẵn, rồi sáng lấy kem lên cho ông xúc, rồi rau mặt, rồi coi ông như Phật vậy đó, độ ông được thôi chứ có gì đâu. Nghe có lý, cái này kêu có lý, mà kêu có lý mà làm cho được cũng là căng lắm, nhưng mà vậy. Rồi ông hỏi chúng tôi làm sao mà cho cái bồ đề tâm được nó kiên định và cái tính tâm với Phật pháp có. Kêu muốn cho bồ đề tâm kiên cố kiên định là phải giữ cái Phật hiệu cho thường xuyên. Cái câu Phật hiệu với danh hiệu Quan Âm Bồ Tát nó tương ưng với cái tánh đức của mình, với bồ đề tâm của mình. Mình niệm đó là nó càng ngày nó càng kiên định, nó càng kiên cố, nó gần với Phật pháp, nó không có thối chuyển. Đúng thiệt, người nào mà tâm thối chuyển là biết họ bỏ câu Phật hiệu. Dầu cho nghiên cứu giáo lý văn huệ gì đi nữa mà không có công đức niệm Phật, không cung kính Phật, một thời gian nó thối chuyển. Con người cõi phàm mình nó thối chuyển nhanh lắm. Ha. Cái Nhàn lắng lòng kỹ thấy Ấn Tổ viết cái thư cho Pháp Sư Đế Nhàn thiệt là khéo, khéo lắm. Vì biết Ngài Đế Nhàn không phải là bậc bình thường, đi thuyết pháp bao nhiêu năm
Và Ấn Tổ nói là Phật Pháp tồn vong, tức là trường tồn hay là hủy diệt là do nơi Ngài. Hồi đời gọi là vừa đấm vừa xoa, vừa tán thán mà vừa nói ông bệnh mà ông đi thuyết pháp như vậy, ông phải làm biểu pháp cho người khác chứ để người ta chê cười. Cái lá thư này viết khéo mà nó tinh xảo, cực kỳ tinh tế. Và cuối cùng dẫn chứng một cái chuyện của một cái vị ăn mày đó, hai cái giò bị liệt, thế mà niệm Quan Âm với trì chú Chẩn Đề. 2 năm sau mà trong mộng thấy Ngài lấy tay chỉ vô cái chân cái đứng dậy đi được. Kinh khủng. Bây giờ trong thời gian 2 năm, cái thần lực chú Chẩn Đề với danh hiệu Quan Âm, cái công đức chuyển nghiệp được, cho nên mới cảm ứng thế. Liệt rồi mà vẫn đứng dậy đi được, dẫn chứng đúng với cái nội dung là Ngài Đế Nhàn đang bị tay chân không cử động được. Ngài Đế Nhàn cũng là một bậc, phải nói là long tượng thời đó, thuyết pháp coi như là nổi tiếng. Ngài Đế Nhàn có một vị đệ tử đặc biệt mà Thượng Tịnh Không hay kể. Ông đó là ông thợ giá nồi, mà ông giá nồi ông làm cái kiểu gì ông cũng không có đủ tiền ông sinh sống hết. Ông khổ quá rồi, đời trước không có bố thí cúng dường, sau đời này đi làm cái nghề thợ vá nồi, cái son cái chảo của mình nấu riết nó lủng, xong người ta để cái miếng nhôm, xong người ta đóng mấy cái ly vê nó tán lại cho vá cái nồi nó khỏi bị lủng bị chảy. Thời bây giờ thì không có vá nữa, nó lủng rồi vứt đi mua cái khác. Hồi xưa họ nghèo vá nồi vá chảo cũng không đủ ăn nữa. Tới gặp Ngài Đế Nhàn cũng là bạn với nhau, nói tôi khổ quá, tôi đi vá nồi cũng không đủ ăn, bây giờ ông có cách gì ông chỉ tôi. Ngài Đế Nhàn nói thôi bây giờ ông phát tâm đi xuất gia đi, rồi tôi chỉ ông xuống một cái miếu dưới đó, ông niệm Nam Mô Di Đà Phật, ông ở đó ông cứ niệm Phật rồi ông về Tây Phương Cực Lạc, bên đó nó sung sướng hơn cõi này. Cái vị đó ông nghe theo, Ngài Đế Nhàn xuống tóc xuất gia cho vị đó. Ông tới cái miếu, một cái miếu nó đơn giản, hàng ngày có bà già nấu cơm cho ông ăn, ông không có đi vá nồi nữa, ông cứ lo ông niệm Nam Mô Di Đà Phật suốt ngày, ông niệm 3 năm, ông thấy Phật đến rước ông đi và ông đứng đó, ông vãng sanh chứ không có ngồi, không có nằm nữa. Thì Ngọ Mười thông báo Ngài Đế Nhàn đi 3 ngày đường, đi bộ 3 ngày đến, thì Ngài Đế Nhàn mới nói rằng những bậc long tượng trụ trì cũng thua cái ông giá nồi này. Bây giờ ông niệm Phật 3 năm mà ông đứng vãng sanh, chưa ai thấy đứng vãng sanh. Nói vài câu xong rồi đỡ cái vị này xuống, cái là khiêng mang về đi thiêu ông Đế Nhàn. Cho nên Ngài cũng có đạo lực thâm hậu, cho nên ông khai thị cái ông vá nồi á. Bây giờ ông quá khổ rồi, ông khổ không nói nên lời, đi vá nồi mà cũng không đủ ăn, cho nên kêu ông tu liền. Còn quý vị đang còn sướng sướng kêu tu, chưa tu đâu hả? Nó còn sung sướng, nó còn coi như là chưa vô đường cùng á. Chứ ông vá nồi này vô đường cùng ơi, vá nồi cũng không đủ ăn, bây giờ ông biết làm gì nữa hết trơn. Kêu thôi giờ ông khỏi ngồi đi vá nồi, ông xuống cái miếu đó người ta nấu cơm cho ông ăn, ông niệm Phật sướng quá rồi. Còn mình kêu vô niệm Phật, mình so sánh lại, mình kêu trời ơi khổ hơn ở nhà, thôi không đi đâu, không được, không được, không được. Đúng không? Người mà nó vọng tưởng, nó phân biệt, chấp chứ các bạn. Kêu ở nhà nó còn đi làm, rồi giám đốc, giám suối gì đó, rồi đi làm chuyện này, chuyện nọ, rồi có tiền, có bạc, cái xin đê, rồi xe cộ, đồ vô tu ăn chay, sốt ruột, cạo đầu, rớt da, tu cái gì, thôi mệt quá đi, thôi không tu đâu. Đúng không? Phân biệt, không chịu tu. Còn vá nồi để vô đường cùng rồi. Chỉ biết niệm Phật thôi chứ không còn lo gì nữa, mà 3 năm đứng dẫn sanh luôn. Mà thường hay kể chuyện này Ngài Đế Nhàn. Thế mà khi Ngài Đế Nhàn đụng chuyện đau bệnh rồi á, không thể tự niệm Quan Âm được, mà phải để Ấn Tổ viết thư khai thị rồi Ngài Đế Nhàn mới niệm Quan Âm. Bình thường đi giảng khi người niệm Quan Âm, nói phổ môn, nói pháp khoa, lầu lầu lý sự viên dung, mà khi đụng nghiệp đến rồi phải nhờ các vị cao tăng để khai thị. Bây giờ thấy ghê không? Cho nên mình hàng ngày không đọc văn sao để nghe những lời khai thị của Ngài, nhiều lúc đụng vô nghiệp rồi mình gỡ không ra, gỡ không có ra. Mà sao những cái sự việc ở trong cổ đời này mình nhìn kỹ lại trong văn sao, Ngài nói cái gì sai, cái gì đúng, cái gì còn, cái gì mất, cái gì mình nên giữ, Ngài nói nó y chang, nó không có sai dịch một chút nào, đúng là Bồ Tát. Hay thiệt, mình chiêm nghiệm lại, khi mình đọc vô mình chiêm nghiệm lại, Ngài nói sao mà đúng ngay chốc. Hay thiệt. Có cái ông đó, ông tới nói cái vị đó chứ, cái vị đó tu sĩ đến mới bạch xin Ngài ý kiến, sai Ngài khai thị, định xây chùa kiểu này, nhà kiểu này,
rồi thiền đường kiểu kia kiểu nọ. Ngài nghe xong Ngài nói, tôi nói với ông á, chùa ông đâu có đông người đâu, ông nay lưng ra ông đi xây cho mệt, xây cho chùa cao Phật lớn, rồi vài bữa nữa rồi người ta sẽ xung vào cái công quỹ nhà chùa, xung cái công quỹ nhà chùa này vào cái trường học, hoặc lấy làm những cái chuyện cho lợi ích cho đất nước bên Trung Quốc. Với hai nữa là chùa ông không có bao nhiêu người mà ông cứ xây cho nó lớn để người ta tới nhìn cho đẹp cái con mắt thế tục ấy. Ông làm chi nó cực dữ vậy? Ông ở đây ông niệm Phật, ông vãng sanh, ông lấy tiền đó ông in kinh, ông phóng sanh, ông làm phước, ông giúp người nghèo đi. Nếu mà ông nghe lời tôi, thế nào ông cũng rước họ vô thân. Mà đúng thiệt, ông kêu cái như là có duyên với Ngài, cái là nghe cái là thôi gì, phục xuống chịu liền, chấp nhận ngay. Hay thiệt, Ngài nói là nói chính xác vô cùng. Hồi nãy quý vị nghe cái thư thứ hai là một ngày ít nhất ngày trì 50 biến đại bi, nhiều nhất là 75. Hôm bữa chúng tôi thực hành thử 108 nhưng nó quá tải, quá sức làm nổi. Sáng 54 và chiều 54 là nó chiếm gần 2 tiếng đồng hồ, hết niệm Phật, hết tụng kinh, hết niệm Quan Âm được. Mình thấy không thể nào mà mình làm 108 nổi. Mà 50 thì khả dĩ được, sáng 25 tối 25 được. 50 thì khả dĩ được. Cho nên cái lượng để mà Ngài chỉ mình công phu, nó vừa với cái sức của phàm phu mình, vừa sức với cái chỗ mà cái tâm mình nó đến cái mức độ đó. Chứ mình nhìn vô mình thấy rất hay. Vì Bồ Tát này là mình nói đáng tin cậy, không có chút nghi ngờ. Và cái thần lục chú đại bi là thôi bất khả tư nghì. Cái người nào trì rồi mà thấy hồi nãy 15 chỗ sanh nơi tốt, 15 chỗ mà mình chết không gặp hoạn nạn, rất là đúng. Đây là trong kinh Đại Bi Tâm Đà Lê Ni nói mà. Cho nên Ngài nói là lấy cái đại bi chú này làm trợ hạnh, làm khách, lấy niệm Phật nguyện vãng sanh làm chủ, làm chánh, người này rất dễ thành tựu. Bởi vì ở trong cõi đời này mình dễ chán lắm, niệm Phật thời gian nó chán, hoặc là mình làm cái gì nó cũng dễ chán, cho nên nó phải có nhiều cái pháp lành nó hỗ tương lẫn nhau. Ăn cơm cũng vậy, cứ ăn cơm suông hoài ăn không nổi đâu, phải có canh rồi gì đó. Rồi người ăn chay thì phải có thêm đậu hũ, rồi thêm tương, thêm rau, thêm đồ. Còn người ăn mặn thì bữa nay cá, mai phải thịt, chứ ăn thịt hoài ăn gì nổi. Đúng không? Con người nó dễ chán. Mà tìm cái bậc thượng căn thượng trí mà chỉ nhất môn thâm nhập một câu Phật hiệu, một bộ kinh thôi, thì tìm con người này hơi hiếm, hơi khó. Mà bọn phàm phu chúng ta phải có nhiều pháp lành làm trợ hạnh thêm thì nó dễ, rất dễ thành tựu. Mà Ngài thì cái Ngài cái trì đại bi không có chú khác, niệm thêm danh hiệu Quan Âm. Đến nỗi Ngài đến nhàn mà Ấn Tổ còn khuyên niệm Quan Âm mà, phải không? Ra là mình coi lại những vị tiền bối đi trước, các vị Bồ Tát, họ có cái sự tin tưởng đến các hàng Bồ Tát rất là sâu dày. Bởi vì họ biết được cái thần lực của các vị Bồ Tát đó, chắc chắn là cứu mình được, phải không? Thưa quý vị, trong cái chỗ mà 15 điều khi chúng ta gặp phải thì có cái điều thứ 12 trong trì chú đại bi, nó trừ được cái người mà người ta chù yếm mình, dùng bùa ngải, dùng chú thuật họ chù yếm mình. Cái này rất dễ vướng phải. Ca sĩ cũng như những người nổi tiếng là rất dễ bị những chuyện này. Nhưng mà trong con người mình nó có được cái chất thần lực chú đại bi rồi thì nó quá giải được cái chuyện đó do cái hạnh nguyện của Ngài. Hôm bữa có cái chú ở bên Mỹ, ông về không biết sao tự nhiên ông suy nghĩ kiểu gì, ông gặp chúng tôi, ông gặp riêng thêm một cô Phật tử nữa. Ông kêu bữa nay con nói thầy, sợ thầy không tin, cho con lấy 10 cái đinh trong đầu của thầy. Ồ, ông này ông khùng khùng, nói kỳ chợ. Trong đầu thầy giờ chỉ có câu Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Quán Âm Bồ Tát, chị chú đại bi, chứ ông làm gì lấy đinh trong này. Cái gì trong tâm ổng luôn luôn nghĩ đến bùa chú, rồi ổng có thể gỡ cho người khác được, chứ không có tâm, trong tâm để câu Phật hiệu. Khi nói đến chúng tôi thấy nó lạc nhách, mà kêu ổ mình có bị gì đâu, ăn ngon ngủ yên, tụng kinh niệm Phật bình thường, mà tự nhiên nói gì vậy. Khi mà quý vị tâm bất an nghe vậy một cái, mình tưởng có thiệt, mình dính trong đó nghĩa là chết. Chứ mấy người mà họ không có niệm Phật, không có tụng kinh, không có tu tập, mà học ba cái đó rồi cứ nghĩ ai cũng bị như vậy hết, rồi nói để cho người ta bị dính mắc trong đó, cái tội này lớn, cái tội này lớn dữ lắm ạ.
Ví dụ mình bệnh, mình đang run sợ rồi thì họ tới họ chữa cho mình không nói. Còn cái này mình bình thường mà. Dẫu thí dụ mình bị gì đi nữa cũng là do nghiệp mà mỗi người tự tháo gỡ, cho ai mà tháo gỡ cho mình. Pháp của Phật chỉ cho mình là tháo gỡ, không bị cái sự mà là phản ứng phụ. Cuối cùng mình dạ dạ, mình đâm đầu, mình đưa vô một cái là người ta kêu đó, từ giờ tôi chữa bệnh trong thầy nhàn cũng bị trừ, bị yếm, bị đuối, tôi lấy đinh, lấy đồ ra, có bắt cầu gì, làm cho người khác mất tin, niềm tin hết. Danh hiệu Phật, danh hiệu Quan Âm với thần lực chú Đại Bi. Đúng không quý vị? Không có bị gì hết, tự nhiên mình đang phiền não vô, cái họ phán một câu cho mình dính vô đó luôn. Nhất thiết di tâm tạo, tâm mình tưởng cái gì là nó có cái đó. Tâm của ông đang tưởng như vậy thì nó có, mà tâm mình đâu có tưởng gì đâu mà có. Bởi vì những cái người đó họ hành sự là từ nơi cái tâm tưởng của mình, họ tác động vô cái mình sợ, cái là mình tưởng nó thành có luôn. Tất cả đều do tâm tưởng. Đang ở trong cõi này mình thành người cũng là tâm tưởng, vô cõi ngạ quỷ cũng là tâm tưởng, tưởng có chú cũng là tâm tưởng. Bây giờ mình tưởng gì? Tưởng Phật, nhớ Phật, niệm Phật, gì chú, thì làm gì nữa trong người mình được. Cái điều 12 ngài có nói đó, trừ được tà thầm yếm đuối. Có cái cô đó, cô bán đồ bên cạnh với cái quán mà có thiệt chứ không phải không có. Nó lấy ngải đồ nó rải, trời, cô dậm vô đó, chân của nó lạnh gì mà nó lạnh, đi làm cái gì cũng không hết. Tối ngủ phải lấy mấy cái khăn bông quấn cái chân lại, nó lạnh chịu không được. Không ngủ được, nó làm cho không ngủ được cho chết mà. Cuối cùng mà tụng một cuốn kinh Vô Lượng Thọ, tụng 3 tháng nó trục ra mất. Trong người có chánh thì làm sao mà tà nó vô được, đúng không? Tâm mình nó có tì vết, tâm mình nó có tà, nó chiêu cảm tà vô chứ. Nghe cái mình kêu trời ơi sao ngộ vậy, thầy có nhờ chú đâu mà sao tự nhiên vô duyên vậy, làm không công vậy. Cho nên tổ sư Ấn Quang có cái hay là ai gửi thư đến rồi ngài mới trả lời, mà ngài còn rầy đừng có gửi thư đến, tôi không có không rảnh không đâu. Rảnh không, không công không việc, người ta không nhờ mình mà tự nhiên mình phát lên làm như vậy. Ý chúng tôi hôm nay nói như vậy không phải bực tức cái người đó, mà nói để cho quý vị phải kinh nghiệm đi sớ rớ gặp người khác, người ta phán vô cái là mình bị dính vô đó. Về ăn ngủ cuối cùng cứ nghĩ đinh trong đầu không, mà nó có đinh thiệt. Ghê lắm, chứ không phải giỡn. Nói tự nhiên nó thấy hai cái thế giới nó khác hẳn với mình. Ồ, mình đang niệm Phật, mình đang tu hành, mình đang yên ổn vậy đâu, tự nhiên làm cái vụ này. Mà sao mà họ dám nói như vậy ta? Bởi vì họ suy nghĩ thành khối rồi. Cho nên cái điều từ 12 ở trong cái thần lực chú Đại Bi giải trừ được cái tà thần yếm đuối, yếm đối đó là trừ được. Thì tâm mình là cái chứa cái chất ở trong đó, là cái chất Đại Bi ở trong đó. Cái tâm mình an vui trong đó, cái thần lực của ngài gia trì. Lúc nào tâm tưởng mình cũng có cái sự bồ, có cái sự gia trì của Bồ Tát Quan Âm. Mình làm thiện, chúng ta nói chú đó, mình làm thiện luôn luôn có thiện thần theo gia hộ cho mình. Dẫu cho thực sự mình bị đi nữa là đời trước mình trù yếm họ, bữa nay họ yếm mình lại, quan hỷ giả. Nhân quả thôi chứ đâu có gì ra ngoài nhân quả đâu. Mà họ tin vi, họ nói con nói thầy chắc thầy không tin đâu. Sao tin được, sao tôi tin ông được, tôi tin tổ, tôi mới tin nổi chứ sao tôi tin ông được. Đúng không? Làm sao mà tôi đủ niềm tin tôi tin ông được. Mà lạ, năm 2013 chúng tôi đọc vào ở trong Gia Ngôn Lục là chúng tôi tin lời Ấn Tổ. Nhưng mà chưa có nói lên hết cuộc đời của ngài, chưa có nói cái sự dụng công của ngài như trong văn sao. Cho nên mình nghiên cứu, mình tu tập thời gian đó, nó được một năm sau rồi cái đó bung ra mất. Cho nên chúng tôi nói quý vị phải đọc cái văn sao là bộ căn bản trước, rồi bắt đầu mới đến Gia Ngôn Lục, đến Gia Ngôn Lục tục biên, rồi đến Tinh Hoa Lục, những cái tinh túy đó mình đọc sâu, đọc hết những cái gì, những lá thư của ngài là ngài nói toàn là trong kinh tạng hết. Cho nên hàng ngày mình cứ lo mình đọc văn sao, rồi mình niệm Phật, mình tu hành, không có dính dáng cái chuyện gì hết, thì niềm vui đến với mình thôi chứ có gì đâu. Chắc chắn là như vậy. Rồi có cô đó, cô nói cũng mắc cười, cô nói hôm trước con đến một vị thầy đó, vị thầy đó chuyên môn coi phong thủy, thấy gia đình của con đang làm ăn thất bại. Vị thầy đó chạy lên coi phong thủy xong nói cửa như thế này là cửa như thế nọ, là nhà hướng kia đồ làm ăn mới thất bại. Con cũng biết như vậy thôi, bởi vì con qua chùa thầy do con bị suy tỷ mà cũng nhẹ, con qua con niệm Phật một tháng con hết, cho nên con tin cái pháp môn niệm Phật lắm.
dẫu gì đi nữa là nhân quả thôi, còn nhà cửa nó chỉ là phụ thôi. Ấn Tổ bữa nào chúng tôi cho quý vị coi cái lá thư ngài không bằng lòng về cái chuyện mà coi phong thủy. Nếu mà coi phong thủy mà nó giàu có thì ai cũng giàu hết rồi, nó phi nhân quả rồi, đúng không? Hồi xưa chúng tôi cũng học phong thủy bao nhiêu năm trời mà mình coi phong thủy rồi, suốt ngày mấy người phong thủy cứ đứng ở ngoài chờ chở mình đi coi miết, ngộ vậy hả? Chuyển qua niệm Phật rồi cuối cùng gặp mấy người niệm Phật không à? Đúng thiệt. Đúng rồi, trong nhà có quân tử, ngoài ngõ có quân tử, trong nhà cái tiểu nhân, ngoài ngõ có tiểu nhân. Trong tâm mình coi phong thủy, có mấy người đến sách coi phong thủy hoài. Như thầy coi làm sao cái chuồng heo, con heo mà nó đẻ nó chết hết vậy thầy. Trời ơi, đủ kiểu, vô phòng ngủ rồi coi tùm lum tùm la hết trơn. Thực ra cái đó nó một cái phong thủy là một cái nghệ thuật mô phạm để sắp xếp cho nó yên ổn trong một cái quy luật để mình nhìn thẩm mỹ. Chứ mà kêu coi phong thủy mà để giàu có thì người này cứ làm ác đi mà coi phong thủy giàu thì không bao giờ có chuyện này xảy ra. Dẫu cho có đi nữa là cái đời trước họ có phước, bây giờ họ hưởng, nhưng mà đời sau họ là phải gặp điều rắc rối rồi đó. Nó không phải vậy mà chúng tôi chê bai một số thầy coi phong thủy rất nhiều, nhưng mà mình khéo léo vận dụng làm sao trong phong thủy đó để cho họ thờ Phật nè. Trong phong thủy nó nói được chân nhân quả cho họ, là cái y báo là phong thủy bên ngoài, mà chánh là chánh báo, là trong tâm của mình phải tu đúng cái nhân quả. Làm thiện thì chắc chắn là nó sẽ điều thiện nó mang đến trong nhà an vui. Làm ác dầu tôi coi cái nhà ông nằm tựa núi voi, cũng như là long hổ chầu hổ phục đầy đủ trước cái bên đường đồ nước đồ đi nữa, phước ông không đủ ở cuộc đất đó, nó cũng sa thải ông đi chỗ khác. Địa hảo bất như tâm hảo mà. Tâm tốt nó hơn địa tốt. Phong nhà phong thủy đó nói rồi mà, đức năng thắng số mà. Như thầy đã coi phong thủy xong rồi nghe mẹ của cô đó nói, đừng có qua thầy Nhàn nha, ông thầy Nhàn là ông tà dữ đó, ông có ngãi đó, ông nói một cái là người ta về chùa ông đâm dữ lắm. Cô đó cô nói trong bụng á, kêu ngãi niệm Phật á, ông thầy Nhàn nói sao người ta niệm Phật ăn chay dễ sợ đông ghê. Cô nói trong bụng á, sao mà cũng là tu sĩ con của Phật Thích Ca mà sao không xưng tán để xưng tụng để mà ca ngợi mà toàn là dìm pha, toàn là chỉ trích nhau không. Cho nên thành ra hòa thượng mới làm xong cái cuốn dịch ra tiếng Việt Nam, muốn cho Phật pháp hưng phải tăng khen tăng, ni khen ni, Phật tử khen Phật tử thì Phật pháp hưng, còn tăng chê tăng, ni chê ni, Phật tử chê Phật tử là bắt đầu Phật pháp hủy diệt rồi. Rồi bắt đầu kể ổng chuyện tà này tà nọ, nói đủ thứ hết trơn. Mà cái người đã có niềm tin rồi, họ về niệm Phật, họ an vui, họ về họ ăn chay, họ tu tập tốt rồi, nói họ bỏ ngoài tai, không có ăn thua gì hết. Rồi con nói trong bụng, con kêu thầy không cho con đến chùa thầy Nhàn, thôi con khỏi đến chùa thầy luôn. Con khỏi đến chùa ổng luôn, con đi đến đây, con niệm Phật. Mất luôn. Thay vì mình kêu thầy Nhàn cũng chỉ cho người ta niệm Phật ăn chay đồ này nọ, con cứ tới đi nghe, thì ổng lại con của Phật tử này. Hiểu không? Mình nói như vậy xong người ta thấy mình có danh tị rồi, người ta không dám tới gần mình nữa. Một số Phật tử có các thầy ở chùa khác, thôi nói chúng tôi đủ điều hết trơn mà Phật tử họ đến vẫn đến. Có một vị hòa thượng nói mấy Phật tử mà đến chùa tôi là đừng đến chùa thầy Nhàn nữa, đừng tức là muốn ở chùa tôi rồi là đừng đến chùa thầy Nhàn nữa nghe. Mà sao mà họ ganh tị dữ vậy, chúng ta không hiểu nổi. Nếu Phật tử có duyên với ai thì đến người đó. Chúng tôi chân thật với quý vị, lúc trước giờ không khi nào chúng tôi giảng là chúng tôi nói quý vị chứ ở đây nghe, đừng đi đâu nghe, đừng đi chùa nào nghe. Không bây giờ mà mình làm sao buộc họ được, không có cái tư cách gì mà mình có thể buộc họ được hết. Mình ở nhà mình, họ ở nhà họ, họ có quan điểm của họ, làm sao mình buộc họ được. Mình chỉ nói làm sao để họ tu tập, họ vãng sanh đi, cái cõi đời này là tạm, chùa là tạm, có gì đâu mà mình bắt họ phải ở đây với mình. Cái thân mình đây mình còn giữ không được chứ mình giữ họ làm gì. Nên cái tiêu chuẩn của Ấn Tổ khỏe vô cùng, là đạo tràng 20 người thôi. Lỡ mà hôm nay quý vị có nhân duyên về sau nó bị cái chuyện gì của chúng tôi làm cho quý vị mất niềm tin, quý vị đi hết còn 20 người càng tốt, còn không một bà già nấu cơm cũng xong à. Cái tiêu chuẩn mình muốn như vậy đó. Còn nếu đông cũng được, quan hỷ, mà không đông cũng không sao. Cái tâm mình ích kỷ hẹp hòi, không muốn cho Phật tử, mà đâu phải là họ vì thầy đó quy y cổ đâu mà đến nói như vậy rồi cái tự nhiên nó Phật lòng Phật ý với nhau. Mình làm sao cái tâm mình phải rộng lượng ra, thì tâm rộng thì cảnh rộng, mà tâm hẹp là cảnh hẹp. Sự thực là như vậy à. Hôm nay chúng tôi nói không phải chỉ trích hoặc bực bội gì các vị thầy đó, mà chúng tôi nói đau lòng cho Phật giáo.
Sao không khen nhau mà lại chê nhau như vậy, vạch lá tìm sâu như vậy? Chúng ta không dám nói tên ai, nhưng mà nói chung chung như vậy. Điều mà hôm nay nghe một thời thuyết pháp Phật tử an vui, tổ chức được một cái lễ Vía Quan Âm thành công, không những cái chuyện gì tốt không nói, mấy chuyện xấu thôi, nó nhanh vô cùng, nó lan nhanh vô cùng. Thì cái người xấu họ quá trời nhiều, mà họ quá trời là muốn tìm cái xấu. Nên ra là thực sự mà chúng tôi nói, sở dĩ họ ghét nhau là cũng do tiếng gáy. Con gà ghét nhau tiếng gáy á. Nghe thầy Nhàn giảng Phật tử tới đông cho nên hình ra không chịu, không bằng lòng. Thế con gà nó gáy nhau là nó ghét. Thầy ghét ghét gáy gáy với dần sao vậy? Bổn phận mình là Phật tử về chùa, họ quan hỷ, họ tham dự pháp hội, họ tu tập, mình cũng giảng đạo lý Phật pháp cho họ nghe. Bây giờ chúng tôi muốn lên đây để nói chuyện trong chùa, không có muốn đi đâu nữa cả. Quay quay ở dưới khu chuyên tu rồi lên trên này sắp xếp, không muốn đi đâu nữa hết. Đi cái nó mất cái thời gian công phu, cho nên chúng tôi không muốn đi đâu nữa hết. Chỉ có về cực lạc thôi chứ không muốn đi đâu nữa. Hôm nay nhân cái buổi phóng sanh, Giác Nhàn xin chia sẻ cái đề tài, đó là tứ diệt pháp. Đây là bốn cái pháp mà Đức Phật dạy cho hàng xuất gia, tỳ kheo, tỳ kheo ni, cũng như là cư sĩ nam, cư sĩ nữ, để có được một cuộc sống phước đức, tiền của, thọ mạng, trí tuệ, và cuộc sống của mình được thăng hoa trong hiện tại. Khi bỏ báo thân này thì cuộc sống của mình sẽ nâng cao cảnh giới hơn. Đây là bốn cái pháp mà rất là quan trọng, đó là tứ nhiếp pháp và A Di Đà Phật. Thì trước khi đi vào cái đề tài chính của buổi nói chuyện hôm nay, thì chúng tôi cũng có vài cái điều để chia sẻ trước. Từ quý vị phóng sanh lần đầu tiên tại trên bến Vô Thuyền cũng vẫn là 200 triệu 7 tấn cá. Và lúc trước đó thì 12 giờ khuya đi mua không có kịp. Ra chợ Bình Điền đó thì gia đình của cô Thủy cũng có một cái công ty có xe cộ, cho nên thành ra công nhân gần 20 người 9 giờ tối hồi hôm qua họ đã ra câu cá ở chợ Bình Điền. Rồi lẽ dĩ nhiên là cái việc phóng sanh chúng ta là không đặt trước. Nếu mình mua mình đặt trước để cho họ tạo cái nghiệp, để họ bắt họ bán cho mình, thì cái việc phóng sanh đó nó cũng chưa phải là viên mãn lắm. Vì vậy cho nên ra cái việc phóng sanh chúng tôi nói với Phật tử là đi ra gặp loại cá gì mua cá đó. Và chợ Bình Điền thì mình mua mấy chục tấn cũng có. Cho nên thành ra một cái chợ đó cung cấp một ngày không biết bao nhiêu tấn cá cho con người ở tại nơi Sài Gòn này dùng. Thì hôm nay cái sức của mình làm được 200 triệu 7 tấn thì mình làm 7 tấn. Và đặc biệt cái việc phóng sanh sự thực hôm nay đủ cái nhân duyên mà làm cho một bến Du Thiền gần 700 người ở đây. Đúng ra chương trình Du Thiền này mình đăng ký có 500 thôi. Phật tử thì xin rồi kêu gọi tha thiết cho xin thẻ để lên đó, thì chúng tôi cũng hoan hỷ, mà đến bây giờ chặt cứng hết rồi. Cho nên thành ra hôm nay thực sự cái buổi phóng sanh lần thứ hai chúng tôi cùng ban tổ chức hết sức là hoan hỷ, và mong quý vị hết sức là thông cảm về một số những cái nguyên tắc của cái ban tổ chức đưa ra để chúng ta làm sao cho nó thiệt trang nghiêm thanh tịnh. Đợt trước là trang nghiêm thanh tịnh rồi, nhưng mà cũng còn hơi lộn xộn một chút cái lúc thả cá. Và cái lúc nghe pháp thì làm chuyện riêng, nghe điện thoại nói chuyện nhiều lắm. Và hai cái màn hình phía dưới đó không có, những người ngồi phía sau không thấy. Quý vị thấy hôm nay chúng tôi bố trí hai cái màn hình đó cho những người ở tuốt xa nhìn thấy chúng tôi cho rõ. Quý vị biết một cái buổi lễ phóng sanh này, ngoài cái chuyện 200 triệu, ban tổ chức rất là vất vả. Bất vả lắm. Từ hồi chiều hôm qua cô Hương đã làm 670 phần suất ăn bánh mì với lại bò kho chay.
Cho nên chúng tôi mong rằng quý Phật tử chúng ta giữ hết sức yên lặng, tuyệt đối đừng nói chuyện. Thưa quý vị, cái tâm nguyện chúng tôi phóng sanh được như vậy thì một cái duyên phóng sanh cũng từ năm 2007, cứ mỗi tuần lễ là 500.000 chúng tôi thường nói. Mãi đến hôm nay thì cái duyên phóng sanh ở chùa Quan Âm của mình rất là thù thắng. Cứ mỗi tháng là 200 triệu cố định ở tại trên du thiền này. Một tháng ở đây thì tháng sau ở ngoài Đà Nẵng. Đà Nẵng là ngày mùng 10 tháng 9 thì không đăng ký, không giới hạn, số lượng bao nhiêu cũng được. Vì vậy cái khu tâm linh đó nó lớn, vừa rồi cũng phóng sanh vừa xong. Cái đợt này phóng sanh lần thứ hai thì cái đợt đầu hồi tối chúng tôi thức dậy cũng sớm. 2:30 chúng tôi thức dậy thì lên trên cái YouTube, trang web của chùa mình đó, thì đến cái số lượng hơn 90.000 người xem cái video mình phóng sanh lần đầu. Trên cái sức ảnh hưởng của phóng sanh pháp hội mình làm thì rất nhiều người hưởng ứng, người ta xem. Tuy rằng ở đây chỉ có 600 mấy chục người, nhưng mà khi làm xong một cái video này đó, khắp thế giới họ xem. Thì đây là một cái cách để truyền bá pháp hội phóng sanh trên không trung. Hòa Thượng Tịnh Không có là mở đạo tràng trên không trung, cho nên ra cái hệ thống máy quay phim ở đây rất là tối tăm, quý vị không cần phải cầm điện thoại quay, ngồi hết sức trật tự yên lặng để tập trung toàn tâm lắng nghe cái lý chúng tôi nói về cái vấn đề phóng sanh. Rồi chút nữa mình thực hành cái hạnh, tức là cái thực hành mình thả cá. Và đợt trước thì thả cá cũng không có đủ điều kiện để thả. Lần đầu tiên là nó bị trục trặc nhiều thứ, nhưng đợt này thì tương đối khá là ổn định. Thưa quý vị, cái việc mà phóng sanh chúng ta tưởng chừng là đơn giản, mua cá thả tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà trong kinh Phật dạy đây là một loại tịnh nghiệp, lòng từ không giết. Còn Đức Phật nói, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho bà Về Đi Hi ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ, thứ nhất là hiếu dưỡng cha mẹ, thứ hai là lòng từ, thứ hai đó là tôn kính sư trưởng, thứ ba là lòng từ không giết, và thứ tư đó là làm 10 điều thiện. Nếu một con người để làm người là hiền nhân, là thiện nhân, là thánh nhân, là thượng thiện nhân để bản sanh á, hoặc làm Phật mà bỏ qua cái tịnh nghiệp mà lòng từ không giết, thì người này không thể gọi là một người gọi là thiện nhân, không thể gọi là thiền nhân thánh nhân được. Thì chúng tôi sẽ đi sâu vô cái việc này để mà mọi người hiểu ra được rằng cái việc phóng sanh ăn chay tưởng chừng là đơn giản, nhưng đây là Bồ Tát Phật đã làm trong nhiều đời nhiều kiếp, cho nên mới trở thành Phật Bồ Tát. Hết sức là quan trọng, không phải là chúng tôi nhân cách hóa vấn đề đâu. Một số người muốn làm lắm nhưng mà không đủ duyên, là do cái nhân tâm của mình không tạo cho nó trở thành một cái tịnh nghiệp. Lắng nghe chỗ này, có nhiều người rất thích phóng sanh nhưng mà quy tụ con người không được, tiền không có để bỏ ra. Lý do gì? Là từ nơi cái nhân tâm của tịnh nghiệp lòng từ không giết, nó chưa tạo thành một cái nghiệp để mà làm cái việc này. Tất cả mọi việc trong cuộc sống đều có một cái ý nghiệp, tức là cái nhân tâm của mình rất quan trọng. Một thằng ăn cướp, nó muốn cướp của giết người, nó cũng phải suy nghĩ lâu ngày chày tháng, rồi gặp băng bọn trong đó, rồi bắt đầu nó mới hành xử được. Đó là một cái loại nhân tâm của ác nghiệp. Một người khi sát sanh, giết heo, giết bò để mang ra chợ bán, họ cũng có một cái ác nghiệp nhiều đời, cộng với cái ác nghiệp hiện tại, cộng với cái duyên của nhiều người hỗ trợ, là dao, là người khác giữ chân heo, vân vân nhiều thứ, thì cái ác nghiệp này nó tạo thành khối, thì họ làm họ không có sợ. Để ý đi, một con người họ tạo cái ác nghiệp, đến lúc thành khối rồi thì cái ác nghiệp này nó có sức mạnh để cho họ phải đi làm, họ không cưỡng lại được. Cũng như một người khi họ sát sanh, họ tạo nghiệp xấu ác, cái lúc thọ mạng họ hết, họ phải vào trong địa ngục hoặc ngạ quỷ hoặc là súc sanh để họ trả quả báo, thì lúc này khó cầu siêu. Hiện tại nói họ, họ không nghe, thì lúc thọ mạng hết thì bó tay, không làm gì được. Cho nên Phật có thể dùng thần lực dời cái quả núi Tu Di ở bên Ấn Độ, có cái quả núi Tu Di rất lớn, mà Phật dùng thần lực dời cái quả núi Tu Di đó đi được, nhưng nghiệp lực chúng sanh không dời được. Chỉ cho họ pháp môn tu để họ tu, họ quá giải,
và nương nơi Phật lực, pháp lực, tự tánh công đức lực để chuyển nghiệp lực thì được, chứ thần thông của Phật không chuyển được. Nên để, cho nên Phật khuyên đệ tử không nên dùng thần thông để chuyển nghiệp lực, mà dùng tịnh nghiệp của lòng từ không giết chuyển nghiệp sát có hiệu quả. Hôm nay chúng ta nói cái việc đó là tứ nhiếp pháp. Ở trong này có cô Oan rồi một số quý Phật tử muốn chúng tôi nói đến cái đề tài này. Vì sao vậy? Vì cái đề tài này khi Đức Phật còn tại thế, có ông trưởng giả cấp Cô Độc. Ông này ông giàu, thì ông mới nói là lý do gì có những người quá giàu, có những người nghèo chạy từng bữa ăn, bán tấm vé số cũng không đủ ăn, ngồi rồi vỉa hè vân vân, quá chừng nghèo, đúng không? Trong cuộc sống có không? Có. Có những người họ có trí tuệ thông minh quá siêu quần bạc tỵ, mà có những người sao họ ngu dốt, họ ngu đồng, quá chừng ngu đồng, làm cái gì tính toán cái gì cũng trục trặc trở ngại hết. Có không? Có. Có những người thân thể của họ rất là đẹp, thân tướng của họ coi như là nhìn vào là cứ như là người ở cõi trời tiên sa, rất là đẹp. Nhưng mà có những người họ xấu thì thôi, họ xấu tàn canh, họ xấu quá xấu. Có. Có. Có những người họ tuổi thọ đến hơn trăm, 112 tuổi thọ kéo dài. Có những người đang trong thai bào hoặc mới sanh ra còn ảm ngửa chứ chưa ảm dựng đứng được chết. Thì ông có Cô Độc hỏi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni lý do gì có những sự việc này xảy ra trong cuộc sống hiện sinh đã có như vậy, đúng không? Có. Có những người mình hiểu không tới nơi, hoặc giả mình thấy chuyện này là cái chuyện bình thường do ông Thượng Đế ông an bài. Cái đạo Phật mình không có thể chấp nhận Thượng Đế an bài là mình đẹp, mình xấu, mình giàu, mình nghèo, mình sống lâu hoặc mình chết yểu. Cái chuyện này không phải là Thượng Đế xen vô được, mà do nghiệp lực của mình làm chủ, chính xác vô cùng. À, thì cái nghiệp lực đó từ nơi mình tạo ra, từ nơi thân khẩu ý, rồi mình phải thừa hưởng cái nghiệp lực này thì nó chính xác hơn là nói cái chuyện Thượng Đế ổng an bài cho mình, ổng đưa xuống địa ngục hoặc là ổng đưa mình lên thiên đàng, hoặc giả là ổng cho mình giàu nghèo ngu dốt sống thọ hay là chết yểu. Không nói đến cái chuyện Thượng Đế được. Phật giáo mình là phải rõ ràng nhân quả, chứ không nói đến cái chuyện thần linh quá đáng. Thì Đức Phật mới nói nhân tiện ông nó hỏi cái câu này, tôi sẽ nói ra tứ nhiếp pháp. Là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói ra tứ nhiếp pháp, đó là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự. Có những người nghe rồi thấy là bình thường, nhưng mà hiểu sâu vô cả một kỳ công cái lời Phật dạy. Nhớ nghe, cái lời Phật dạy nó mênh mông như biển cả, nó rộng lớn như biển cả, nó sâu như là lòng biển. Cho nên thành ra mình học học hoài, nghe hoài vẫn không hết được. Vì cái trí tuệ của Phật là trí tuệ vô lậu. Mình đem cái trí tuệ hiểu biết hữu lậu của mình để hiểu, mà kêu để hiểu rồi, biết rồi, để làm được thì chưa tới đâu đâu. Thực sự là bạn chưa tới đâu. Thì cái việc mà ông Cấp Cô Độc, ông này được xem là một vị trưởng giả hộ trì cho Đức Phật xây dựng tinh xá vân vân. Cái phước báo ông này rất là lớn. Vì sao được xem như là trưởng giả Cấp Cô Độc? Nghĩa là ông này ổng có tiền á, ổng đem ổng cho những người nghèo, người khổ, người cô đơn, người không có gia đình, cô độc, ổng đem về ổng nuôi, ổng cho ăn, cho mặc, ổng cho đầy đủ. Nghĩa là những người nào mà thiếu thốn, mà cô độc, cô quả, không có làm ăn, không nơi nương tựa là ổng cung cấp. Mà ổng càng cung cấp ổng càng giàu. Ngộ cái đạo lý ở chỗ này. Ổng càng cho mình tưởng càng hết, đúng không? Mà lại càng giàu. Còn cái người càng giàu mà họ càng giữ bo bo, họ không cho thì nó lại nhanh hết. Để ý đi, cái đạo lý nhân quả nó rất là hay. Nghe thì hiểu tưởng chừng dễ, nhưng làm không phải dễ đâu. Ông này ông quá giàu, thì khi mà ông khởi niệm lên để ông xây cái tinh xá cho Đức Phật á, chúng tôi nhắc cái ông trưởng giả này một tí, mà vừa khởi niệm lên thôi để mà xây cái tinh xá cho Phật, thì trên cung trời đã có cung điện để dành cho ông rồi. Ông không thấy, ông chưa đủ thần thông ông thấy. Thì Ngài Mục Kiền Liên mới nói, ông trưởng giả có Cấp Cô Độc, ông vừa khởi niệm để mà xây tinh xá cho Đức Phật thì trên cõi trời đã có cung điện của ông để dành sẵn cho ông. Ông chưa tin,
thì ngài Mục Kiền Liên dùng thần lực đưa tâm thức ông đến cái cung điện đó của ông. Lúc đó ông tin. Thì cái cung điện này vừa khởi niệm đã có, mà trong đạo Phật gọi là nhất thiết di tâm tạo. Khi tâm của mình khởi niệm thì có cảnh giới. Cái chỗ này mắt hạ mình không thấy, nhưng ông trưởng giả có câu đọc tin, bởi vì ngài Mục Kiền Liên dùng thần lực đưa ông lên thấy mà. Rõ ràng giống như là mình thấy nhà ban ngày như vậy. Thì nếu mà ông bỏ ý niệm xây dựng thì cái nhà này nó sẽ biến mất. Do tâm ông không còn ý niệm để làm thì nhà này sẽ biến mất, cung điện này sẽ biến mất. Còn nếu tâm ông tiếp tục làm thì cung điện này sẽ càng ngày càng tráng lệ, để lúc thọ mạng ông hết, ông sẽ lên đó để hưởng. Cho nên khi chúng ta khởi một nhân tâm phóng sanh hôm nay 7 tấn cá, thì trong tâm chúng ta chứa đựng một cái lượng công đức rất lớn, nhưng mắt mình không thấy, giống như ông trưởng giả cấp cô độc không thấy được cung điện trên cung trời khi mình khởi niệm để xây tinh xá cho Đức Phật. Hiểu điều này không? Đây là một loại công đức vô hình, chỉ những bậc có thần thông mới nhìn thấy. Cũng như hôm nay 7 tấn cá chúng ta thả, khi chúng ta có mặt tại đây, không bỏ ra một đồng mà bỏ tiền xe ra đi, hoặc giả chúng ta bỏ công sức xuống đây mà có tâm niệm muốn phóng sanh, thì 7 tấn cá công đức ở trong tâm chúng ta. Tin điều này không? Tin. Tin. Cũng như ông chữ giả có cô độc, ông đâu có tin cái việc mà vừa khởi niệm xây tinh xá là có công điện trên cung trời đâu. Không tin, thấy mới tin đúng không? Nhưng chúng ta hôm nay than không thấy công đức, nhưng nó có, nó một loại công đức, nó như gió. Mình nhìn không thấy, nhưng mà nó có cái cử động của cây cối là chúng ta biết có gió, có mát là chúng ta biết có gió. Thì như vậy sau khi cái việc phóng sanh này xong, thì chúng ta nhìn lặng yên ngồi suy nghĩ, nó có những cái công việc, gia đình, cuộc sống của chúng ta vân vân, nhiều thứ bắt đầu nó sẽ hưng thạnh lên. Điều này chúng tôi tin tưởng tuyệt đối. Bản thân chứng nghiệm làm, chứ không phải nói cái miệng để mà cho quý vị coi như là khích lệ đâu. Thật sự chúng tôi tin điều này. Thì như vậy Đức Phật mới nói là nếu cái người đã muốn giàu thì người này phải bố thí. Cái người không biết bố thí cúng dường trong đời quá khứ và đời này thì người ta phải nghèo, giàu cho chứng A-la-hán. Chứng A-la-hán nghĩa là ứng cúng. Ứng cúng nghĩa là được người khác cúng dường. Thứ nhất là ứng cúng, thứ hai là sát tặc, bố ma phá ác. Thì như vậy có những vị tỳ kheo khi Đức Phật còn tại thế thì đi khất thực mà không có cơ ban luôn. Chứng A-la-hán rồi vậy mà vẫn không có cơ ban, là do nhiều đời không biết bố thí cúng dường, chỉ biết tu huệ thôi, tu phước họ quá kém, cho nên đời này họ đột nhập vào cái việc mà phá trừ phiền não, gọi là tham sân si mạn nghi, tư hoặc kiến hoặc, họ đột nhập họ phá được. Nhưng mà cái phước báo họ không đủ, cho nên họ vẫn phải đi ăn xin, vẫn phải thiếu cơm, khi khất thực vẫn phải thiếu cơm ăn. Kinh khủng chứ, chứng A-la-hán rồi đó, vẫn phải thiếu. Thì như vậy cái phước báo là một loại mà con người chúng ta và các vị thánh hiền Phật Bồ Tát đều phải cần. Điều phải còn. Cho nên Phật là lưỡng túc tôn, lưỡng là hai, túc là phước đức và trí tuệ thì mới gọi là Phật. Cho nên mà Phật chỉ có trí tuệ không, không có phước đức, hoặc phước đức cạn mỏng thì cũng chưa phải gọi là Phật. Có người mình cũng vậy. Như vậy về cái việc bố thí, chúng ta tưởng chừng như là dễ, nhưng mà nhiều lúc thực sự để mà hiểu thấu vào cái việc bố thí, để cho nó viên mãn cái việc bố thí không dễ đâu. Bố thí tài, đem tiền của cung cấp cho người ta ăn mặc ở bệnh, làm được không? Người khác giúp mình không, mình giúp lại. Còn cái chuyện mà người khác không giúp mình là không có đâu, đừng có nói giúp lại. Cha mẹ sanh mình ra, nhiều lúc bệnh anh hẹn em hẹn anh đó, chị hẹn em hẹn chị đó, đẩy đùng qua cho nhau đó. Bởi vì họ khi họ thấy họ bỏ ra là mất, họ không tin được cái nhân quả có cái phước báu, không tin nổi. Cho nên thành ra cái phước báu mà khi mình bỏ tiền ra lo cho người ta cơm ăn áo mặc nhà cửa của cải, người ta thiếu mình giúp đỡ vân vân mọi thứ á, thì người này sẽ có một cái loại phước báu. Mà cái phước báu này á không ai lấy được. Ví dụ tiền mình để trong nhà, nhiều lúc con nó phá, nó trộm cắp, nó lấy tiền của mình nó mang đi đúng không, hoặc giả là lửa cháy, hoặc là mình hối lộ bị quan tới lấy vân vân. Nhưng mà cái loại phước đức này á lấy không được, nó ở trong tâm của mình á, nó là một loại phước đức vô hình, lấy không được, chết mang theo được, chết mang theo được. Thì cái loại phước đức này nó có một cái sự quyền biến trong đó rất là hay.
Ví dụ như là mình bị tông xe cái răng, bữa nay đi phóng sanh mà lại bị tông xe nữa là lý do gì? Vừa được tạo công đức mà trả nghiệp. Có nhiều người không hiểu cái ổ, tôi đi phóng sanh mà sao bị xe tông, là lý do gì? Là lý do là trả nghiệp đó. Thay vì mình trả nặng bây giờ trả nhẹ. Nhưng mà nếu mình có tiền á thì mình mang vô trong bệnh viện, mình đưa tiền cho bác sĩ. Có những lúc bác sĩ chữa không được, để đi. Có những lúc tiền bác sĩ chữa không được, nhưng cái phước báu nó có sẵn. Thay vì tông mình nặng thành nhẹ, nhẹ biến mất, cái phước báu nó có cái sự quyền biến trong đó. À, nó đặc biệt ở chỗ đó. Thì như vậy Đức Phật mới nói rằng nói với ông trưởng giả Cấp Bồ Đề là sở dĩ những người nghèo họ không tin nhân quả, họ không bố thí, họ không lập phước. Thì ông trưởng giả Cấp Bồ Đề có nói hỏi một câu lại Đức Phật: nếu những người nghèo quá không có đồng bạc nào thì bây giờ làm sao bố thí đây? Thì Đức Phật mới nói là tâm thí. Tâm thí nghe lạ không? Tùy hỷ thí. Hôm nay có những người nghèo chúng tôi biết không bỏ một đồng để cúng dường phóng sanh do không có tiền, đủ tiền xe đi thôi, nhưng họ có cái tâm về đây phóng sanh thì gọi là tâm thí. Rồi hôm nay phóng sanh mình tùy hỷ, gọi là tùy hỷ thí công đức. Thì Đức Phật nói là khi có tâm thì dầu cho nghèo, nghèo sơ, nghèo sát, người này vẫn bố thí được. Thì ông trưởng giả có câu đọc nữa: họ nghèo, họ chỉ có cái tấm vải xe thân, sao mà họ bố thí? Đức Phật kể câu chuyện liền. Lúc Đức Như Lai đi khất thực, có hai vợ chồng nghèo, nghèo chỉ có cái miếng vải che thân, mà vợ mà đi sinh đó thì chồng phải ở nhà, bởi vì đâu có vải để che thân hai người đâu, có một miếng che một người thôi à. Thì quấn miếng vải che thân, vợ đi sinh thì chồng ở nhà, mà chồng đi sinh thì vợ phải ở nhà. Thì khi mà ông thấy Đức Phật đi khất thực đi ngang, và cái thời Đức Phật còn đại thế là sáng ngày ôm bình đi khất thực, gọi là trì bình khất thực, để người ta tùy hỷ bỏ cơm, bỏ bánh, bỏ cái gì đó, cái tiền là ngài không có nhận. Thì sau khi mà nhìn thấy Đức Phật, tự nhiên họ tự nhiên khởi lòng muốn cúng dường mà không có cái gì cúng. Nhớ nghe tổ sư Ứng Quang nói: nhìn Phật giấy, Phật cốt, Phật sứ băng, tưởng như Phật thiệt, thì công đức từ nơi tâm tưởng nó sanh ra. Cái chỗ này sâu lắm mà mình làm không nổi. Mình thấy là Phật giấy là giấy, Phật cốt là Phật cốt phải không? Mà tổ quan nói là nhìn Phật giấy, Phật cốt, Phật sứ băng như Phật thiệt, thì từ cái tâm tưởng như Phật thiệt này công đức bắt đầu sanh lên, sanh ra. Thì hai vợ chồng nghèo chỉ có tấm vải che thân á, thì Đức Phật mới kể cho ông trưởng giả Cấp Bồ Đề là vẫn bố thí để cúng dường sanh thiên luôn. Thì cuối cùng hai người giặt cái khố đó cho sạch, thì Đức Phật đi ngang qua, họ ở trong cái lều tranh á, họ đưa cái khố họ dâng lên, họ nói họ xin cúng dường cái khố, tức là tấm vải, cho Đức Phật. Vì họ quá nghèo, không có một cái gì trơ trọi, không có một cái gì hết, chỉ có cái tấm vải. Mà chấp nhận là cúng cái tấm vải là không có cái gì đi xin ăn là chết đói, chấp nhận luôn. Thôi thay vì chết cũng được, chứ bây giờ thấy nghèo khổ bao nhiêu năm nay rồi. Hai vợ chồng vừa khởi ý niệm này lên gọi là tâm thí. Miếng vải nó có ra 100 gram giá trị gì đúng không? Đức Phật đến đặt tay lên tấm vải, nói: Như Lai thọ ký cho tâm thí cổ hai con. Không nhận, nhận cái tâm thôi nha, đưa miếng vải lại. Đức Phật biết là giờ lấy miếng vải thì hai người coi như là trần truồng, sao đi xin ăn được không? Đức Phật chỉ thọ ký trả miếng vải lại. Thì ngay lúc ông Cốc Cô Độc vừa hỏi Đức Phật kể câu chuyện này, mà khi Đức Phật mà thuyết pháp thì cái sức định của Đức Phật làm chấn động đại chúng và chấn động cái tâm của ông trưởng giả Cốc Cô Độc. Khi mà ông chấn động rồi thì gì? Ông phát khởi tính tâm, ông tới ông xây cái nhà cho hai vợ chồng ở. Ông chu cấp, bởi vì ông là người coi như là phát tâm giúp cho những người cô độc. Và Đức Phật không phải về kêu ông ơi Cấp Cô Độc, ông tới đây tôi nói cho ông nghe chuyện này không. Để ngay đúng lúc ông trưởng giả Cấp Cô Độc hỏi, mà khi hỏi rồi Đức Phật nói, thì lúc đó nó mới có giá trị. Hiểu chỗ này không? Tâm tương ứng nhau. Tâm tương ứng nhau. Cũng như hôm nay những người mà tha thiết muốn về đây phóng sanh, mà nghe chúng tôi nói đến cái điều phóng sanh, tự nhiên quý vị có một cái cảm xúc. Còn những cái người mà họ đi lang thang bên ngoài, mình cho tiền, mình kéo họ vô đây, họ ngồi ngủ gục chắc luôn. Ngồi ngủ gục chắc luôn, bởi vì đâu có thích đâu. Gọi là tâm không có tương ứng. Mà nếu mà ông trưởng giả có câu đọc chưa khởi niệm để hỏi về cái chuyện giàu nghèo, rồi trí tuệ, rồi ngu đần, rồi cái chuyện mà sống thọ, thì khi mà Đức Phật kêu ổng lại nói không có giá trị, vì trong tâm tưởng ổng không có điều này, thì nói ra không có tác dụng. Nhớ chỗ này,
nhớ ở nhà mình nghe, con cái nó hư hoặc chồng con chưa còn đến mình, đừng đếm xỉa nói chuyện, nói lắm lời là sanh chuyện. Tỏ qua nói lời qua tiếng lại, lấy cái lời dạy mình nói mình chưa đủ đức á, sanh chuyện. Nhiều lúc mà nói, tôi nói mà sao không nghe, ông có muốn nghe đâu mà nói, vô chiến. Đúng không? Họ đâu có nghe đâu. Quý vị để đi. Còn mấy đứa con nhiều lúc, cha nói mà sao con không nghe. Nó kìa, chán chết, cha nói không có ra cái gì, con có muốn nghe đâu mà cha nói. Đúng không? Đúng không? À, cái chỗ này là cái chỗ đặc biệt của Đức Phật. Quý vị lưu ý chỗ này. Khi quý vị hiểu ra điều này là quý vị vui, quý vị sống. Có nhiều lúc quý thầy gặp chúng tôi, thì quý thầy nói, à con muốn vậy, 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 vậy. Mà khi mà họ muốn thành khối rồi là không bao giờ có thể mà chuyển được. Mà trong kinh Phật dạy là tùy chúng sanh tâm ứng sở chi lượng, tùy theo cái tâm của chúng sanh mà mình đối ứng cho nó phù hợp thì nó sẽ là có giá trị kết quả. Cũng như người ta chưa đói mà mình mang cổ tiệc vua xuống thì họ ăn làm sao mà được, đúng không? Họ đói dầu cho kén cơm nguội nó cũng ngon. Cái chỗ này là cái chỗ tương ứng, đúng không ạ? À, thì lúc mà Đức Phật nói ra điều này xong á thì ông không kêu ông trưởng giả cấp cô độc đem đến cúng dường cho hai vợ chồng người nghèo này, mà tự động ông phát tâm. Cái hay của Đức Phật thời xưa là phải tự động, để họ tự tâm khởi lên để họ làm, chứ không kêu gọi. Ông tới ông phát tâm, ông làm, ông xây nhà cửa. Thì cái phước báu này bắt đầu đeo mang. Từ cái phước mà hai vợ chồng cúng một cái khố đó, trong tâm tưởng bắt đầu ở trong đó, và nó nảy nổi, nó sanh sôi. Giống như là mình vải hạt, mình vải một cái thân hạt là một lon, thì nó sẽ sanh ra một tạ, gọi là sẽ rất là nhiều, đúng không ạ? À, thì như vậy khi mà mình làm một điều thiện thì cái điều thiện trong đó giống như là mình gieo một hạt nho thì nó lên cây nho, thì nó nhiều trái nho, đúng không? Đó, thì từ trong ý niệm của hai vợ chồng khởi niệm cúng cho Phật một cái khố, một miếng vải đó, thì đến lúc hiện tại là do ông trưởng giả có công độc nghe Đức Phật nói như vậy, ông mới khởi bồ đề tâm bố thí liền, bố thí cho hai vợ chồng người này liền. Và hai vợ chồng người này bắt đầu có phước, phước đó hưởng trên lúc thọ mạng hết sanh cõi trời luôn. Kinh khủng chưa? Nếu mà thật sự bây giờ mình chưa có gặp Đức Phật như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn được không? Mà nếu mà mình cúng dường Phật, tranh Phật, phòng thờ của mình có tượng Phật á, mà mình cúng với một cái tâm thành kính, một chén nước, một cái đĩa xôi, một cái vỉa dĩa xôi, hoặc là trái cây, mà mình cúng tâm thành giống y chang như hai vợ chồng người này, thì phước báu quý vị lớn lắm. Tuy rằng tranh Phật, nhưng đó là trụ trì thế gian tam bảo, quý vị vẫn có phước báu do từ tâm của mình khởi lên. Thì cuối cùng ông trưởng giả cấp cô độc này, ông giàu thì Đức Phật nói ông nhiều đời phát tâm bố thí cúng dường, cho nên đời này cái việc mà phát tâm bố thí cúng dường thì ông rất là dễ dàng, bởi vì cái tâm ông phát tâm bố thí cúng dường nhiều đời cho đến đời này, cho nên cái động lực này làm không ai ngăn cản và làm một cách vui vẻ. Khi mà Đức Phật nói đến cái chuyện bố thí tài là của cả vật chất, thì ông trưởng giả cấp cô độc này ông cảm được, và ông này ông quá giàu và ông xây nhiều cái tinh xá cho Đức Phật. Thì trong đó có một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này cũng đặc biệt. Khi Đức Phật thuyết pháp thì có một cái cô đó cũng con ông phú trưởng giả, rất đẹp, giàu có, cổ mặc áo toàn là cẩm kim cương, hột sòn, đủ thứ hết trơn, mà bán ra thì thôi nhiều tiền lắm. Thì khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp ở tại kỳ viên tỉnh xá, thì cô này cô tới cô nghe. Khi cô tới cô nghe cô thích quá về Đức Phật nói về cái hạnh bố thí cúng dường, và có giới thiệu cái cô đó là sở dĩ mà cổ được lụa là gấm vóc tiền của là do nhiều đời bố thí, và đời này cũng có bố thí cúng dường nữa, cho nên thành ra bà quá giàu. Thì bà nghe mê mẩn, bà thích quá, xong rồi cuối cùng bà đi về bà quên cái áo đó. Bởi vì khi đến là cởi cái áo bào, áo bên ngoài ra, tức là cái tấm khoác á, cởi ra để cất đó, để một cái chỗ đó. Rồi sau cái là mặc đồ bình thường thôi hả? Cái rồi bà về cái rồi bà quên cái áo. Thì cuối cùng cái rồi tới nhà cái sực nhớ một cái, quên một cái áo bào, quá là quý giá. Tự nhiên bà khởi niệm lên, bà kêu hồi nãy mới nghe một thời thuyết pháp là cô thí cúng dường. Thì bà nhắn người mà đi theo hầu á, rồi tới cúng dường cho Phật luôn đi, hỏi lấy về. Thì cái người hầu này tới để nói với Đức Phật rằng là hồi nãy có cái người con phú trưởng giả bằng cái áo cẩm bào quá quý giá, họ về tới nhà mới cảm được cái lời của Phật, cho nên thành ra bây giờ mới bố thí, mới cúng dường cho Phật cái áo này. Thì Đức Phật nói thôi mang về đi, tao không nhận. Kinh khủng không? Gặp mình thì sao? Trời ơi, chúng ta nó liền đúng không? Đúng không?
Người ta chưa cúng mình còn kêu gọi nữa, chứ đừng có nói mà để quên cái áo mà tới cúng thì thôi còn cái gì nữa, xây mấy cái chùa, đúng không? Nhưng Phật sao? Quá trí tuệ, thừa phước báu nhắm lên cái tâm của người đó đến để quên, chứ không phải là từ nhà mang đến cúng, đúng không? Đến để quên, lỡ nó lại lấy lại cho tiền đâu trả, đúng không? Thì Đức Phật rất trí tuệ, cho nên trong cái việc mà phước báu đó phải có trí tuệ để mà hỗ trợ thì phước trí nó mới viên mãn được. Thì nếu mà có phước báu mà không có trí tuệ thì người này là si phước liền. Si phước là họ hưởng phước, họ ăn chơi, họ tạo nghiệp, không có sợ nhân quả, cho nên là đủ trò chứ tứ đổ tường hết, thì cái phước này phải tạo nghiệp xấu ác rồi đọa lại. Nhưng Phật có trí tuệ cho nên thành ra cái phước báu của Đức Phật đặc biệt. Thì khi kêu mang về thì cái ông này ông giật mình, ông kêu ổn, người ta đã phát tâm cúng dường, chứ phát tâm cúng dường phải tới tận đây để mà cúng dường cho Như Lai, chứ không có thể mà nhờ người khác tới cúng rồi vài bữa nhờ người khác tới đồ thì sao đây, không mang về đi. Thì khi mang về cô này càng phục nữa, trời, bà chở thêm mấy xe hột sòn đó nữa, trời ơi, ta nói đó là gọi rằng là cái gì, gọi rằng là xả đắc. Đức Phật xả không nhận cái áo cẩm bào, thế mà được còn hơn bao nhiêu lần cái áo, bởi vì mà quá phục Đức Phật, không tham. Mà khi mà cái tâm của Đức Phật như vậy thì khai mở được cái tâm lượng của bà liền. Hiểu cái chỗ này không? Chứ không phải là chỉ, nếu mà Đức Phật chỉ nhận cái áo cẩm bào đó, đã quên thì chỉ được cái áo thôi, đúng không? Mà do cái tâm lượng Đức Phật lớn quá và rộng quá, cái phước lớn, cho nên Đức Phật vừa từ chối một cái là bà gì? Là thấy quá bội phục Đức Phật, mang tiếp đến nữa, mấy xe nữa để cúng. Thì Đức Phật mới nói làm sao? Giao cho trưởng giả cấp cô độc để đi xây tịnh xá, Đức Phật không nhận luôn. Bà mới càng phục chết nữa chứ. Quý vị thấy không? Cái cách xử của sự trí của Đức Phật không? À, thì như vậy cái việc mà cúng dường phải phát xuất từ tâm, à, bố thí tài, tiền của vật chất. Thật sự chúng ta hôm nay nói đến quý vị, có chư tôn đức ngồi đây, cái đời trước chúng ta không biết bố thí cúng dường, chắc chắn là như vậy. Sinh vô gia đình rất nghèo, mẹ chúng ta bán bánh hỏi hôm trước cái lễ mà võ sư cô quý vị có nghe đúng không? Rất nghèo. Ông cụ thì chạy xe lam không bao nhiêu tiền, rất nghèo. Và mãi đến hôm nay có được cuộc sống nuôi cả 100 tăng, 300 cụ, số tiền cũng khá nhiều một tháng. Nhưng vì đâu có, vì từ nơi cái công đức phóng sanh, công đức in kinh, hôm nay có cái máy niệm Phật tặng cho quý vị nữa, chút nữa giới thiệu ha. Nuôi các cụ già, xây cái nhà trên đó là 12 tỷ cái khu nhà dưỡng lão đó, nuôi các cụ già ăn ở bệnh tật cho đến lúc mất. Bao nhiêu cụ vô tiếp tục làm. Từ nơi cái việc làm không tiếc đó thì phước báu nó sẽ đến. Đó là nguyên tắc của nhân quả. Còn nếu mà mình sợ không đủ tiền, mình không muốn làm thì tâm mình nhỏ hẹp, phước báu nó sẽ ít. Đó là nguyên tắc nhân quả. Thì như vậy cái việc bố thí cúng dường những người mà thấp hơn mình á, ví dụ những người bán vé số, những người nghèo, những người dân tộc thấp hơn mình thì mình gọi là bố thí, đem của tiền mình cho. Còn các bậc tam bảo á, ví dụ Phật, Pháp Tăng, những bậc mà gọi rằng là thánh hiền thì chúng ta mới gọi là cúng dường. Cúng dường tức là cung kính, cung kính, dường là nuôi dưỡng, cung phụng, cung kính, nuôi dưỡng các vị tăng, hay là cúng dường cho Phật thì mới dùng danh từ là cúng dường. Còn nếu mà những người thấp hơn mình á thì mình dùng danh từ là bố thí. Ha. Nếu mình kêu mình cúng dường cho mấy người thấp hơn người ăn xin á thì nó không có phải đúng cái danh từ. Bây giờ cái việc mà có một cái vị đó đi lên cúng dường cho một vị hòa thượng, thì cái cô đó cái lúc mà cô mang lên cúng dường đó, cô không có nhiều tiền, ít tiền thôi. Nhưng mà cái tâm mà muốn cúng dường cho một vị thầy đó, cổ quá là tha thiết, cổ quá là cung kính. Thì vị trụ trì ra tiếp rồi rót trà, rồi mời ăn cơm, rồi này nọ vui vẻ. Thì nhờ cái việc cúng dường cho một vị thầy mà vị thầy này có sự chứng đắc. Có sự chứng đắc gần như là chứng La Hán, cho nên thành ra biết cái tâm người đó suy nghĩ. Nhớ nghe, khi mà chứng quả La Hán thì nhìn người đó là biết người đó suy nghĩ cái gì, gọi là tha tâm thông. Còn chúng tôi bây giờ nhìn quý vị chưa biết quý vị suy nghĩ, mà quý vị suy nghĩ đầy dẫy trong đó mà chúng tôi chưa biết, nhìn không ra quý vị suy nghĩ cái gì, chừng quý vị nói chúng tôi mới biết thì chưa chứng quả A-la-hán. Có người đó người ta nói với hòa thượng Trần Không, còn chứng quả A-la-hán rồi,
Và cái người mà chưa chứng quả A-la-hán mà nói chứng quả A-la-hán thì người này bị tại vọng ngữ. Cái tội này rất lớn. Thì Hòa Thượng Tịnh Không nói, giờ tôi suy nghĩ gì, ông có biết tôi suy nghĩ gì không? Cái ông đó ông kêu không, cái xạo, vậy mà ông nói ông chứng A-la-hán. Nếu ông chứng A-la-hán á, thì tôi suy nghĩ gì, ông biết. Thì mới gọi là có ta tâm thông chứng A-la-hán, đúng không ạ? À. Thì cuối cùng cái ông này, vị thầy này, ông tức là mình vừa nói chuyện, vừa tới gặp mặt là biết mình suy nghĩ giống như mình nói ra vậy. Thì vị thầy này mới tiếp đón nồng hậu sau thời gian của làm ăn giàu có, của lên của cúng dường nhiều hơn, rất nhiều hơn lần trước. Nhưng vị thầy đã sai chú thị giả ra để tiếp. Cô này có lấy làm lạ, lúc trước mình cúng ít tiền mà sao ông hòa thượng cũng ra ông tiếp mình. Và đến bây giờ mình cúng coi như là nhiều quá chừng mà bây giờ cho ông thị giả ra đón để tiếp mình. Hỏi thị giả vô hỏi hòa thượng kêu ta nói với cổ lúc trước cúng dường ít nhưng mà cái tâm thành kính, cung kính tam bảo quá lớn. Cho nên thành ra là thầy phải ra tiếp cô này. Nhưng mà đến bây giờ cái đạo tâm của cổ nó lưu sụp, cái sự cúng dường của cổ, tiền của thì nhiều nhưng mà cái đạo tâm của cổ nó quá kém. Cái sự cung kính tam bảo nó không bằng như lúc trước, cho con ra tiếp được rồi. Hiểu không? Hiểu cái chỗ không? À, thì như vậy cái tiền của ít nhưng mà tâm cung kính lớn thì cái phước báu nó mới là lớn. Nếu mà tiền của nhiều mà tâm cung kính nhiều thì cái chuyện này xử lý nó viên dung luôn, đúng không ạ? Cả hai đúng không ạ? À, thì như vậy nó sâu xa về cái mặt lý thì người này phải khởi từ tâm cúng dường. Khi chúng tôi hiểu được đạo lý này rồi không khi nào chúng tôi kêu gọi. Vì sao? Vì người ta chưa chuẩn bị, người ta chưa có cái tâm đó, đúng không ạ? Mà mình kêu như vậy thì sao? Có nhiều lúc họ khổ đau, họ muốn cúng nhưng mà tiền thì nhiều nhưng mà cái tâm lượng họ quá nhỏ, cho nên thành ra khi mà họ muốn cúng á, họ suy nghĩ hoài, có nhiều lúc họ ngủ không được, họ bệnh luôn á. Mắc cười quá. Có cái ông ở trên Đức Trọng, ông trúng số độc đắc 2 lần. Trời, ông giàu thì thôi nứt trứng, ông đi chiếc xe 10 mấy tỷ. Cái bữa đó trên chùa cúng trai đàn trận tế là năm ngoái, ông gọi hỏi thầy Nhàn, trên đó có cúng trai tăng không? Kêu đúng rồi chú, có cúng trai tăng. Họ có trai đàn trận tế không? Kêu dạ có chú. Họ kêu là có phát quà từ thiện không? Kêu dạ có. Anh cái họ bây giờ cúng bao nhiêu được? Thì thầy kêu tùy tâm. Họ nói mỗi thầy 50 ngàn được không? Kêu tùy tâm. Trời ơi. Xong rồi cái tự ông hỏi lại ổng, ông kêu trời ơi mình cũng không có nghèo mà sao mình keo vậy ta. Anh tự nói là ảnh. Anh tự nói ảnh. Mà gỡ không được. Rồi ông kêu như vậy cha đàn chẳng tế công phụ thầy 5 triệu đủ không? Thì kêu tùy tâm, không kêu có khi nào người ta nói mình keo không? Keo bà cố thì chứ sao không keo được. Cúng cái đàn lễ có 5 triệu bạc. Rồi cúng cha tăng một vị nhiêu? 50 nghìn. Rồi cúng từ thiện bao nhiêu? 2 triệu. Rồi ông tự nói lại ông, mà đi xem 10 mấy tỷ nha. Ông tự lại nói ông kêu thầy cúng như vậy người ta có nói mình giàu mà keo không? Mình kêu tùy tâm. Chẳng lẽ mình kêu ông kêu bà cố chứ là mình không đổ ông được sao? Đúng không? Chắc chắn anh chàng này tối về ngủ không được. Bởi vì sao vậy? Suy nghĩ. Cái lượng tiền quá nhiều mà tâm lượng quá nhỏ hẹp. Hiểu chỗ nào? Cái phước báu đời trước của họ quá lớn. Mà tâm lượng của họ không có tu tập cho nên nó không khai mở được. Cái bà đã chỉ có một cái khố, hai vợ chồng chỉ có một cái khố mà dám cúng dường để hy sinh, chết đói, không đi sinh được. Của cải ít mà tâm lượng quá lớn, đúng không? Đúng không? Cái chỗ này là chúng tôi đang nói phải khai mở tâm lượng. Mà cái việc mà khai mở tâm lượng thì Tổ Ấn Quang nói là người mình trì chú đại bi, niệm Phật, niệm Quan Âm. Thì đây là cái cách để khai mở tâm lượng rất lớn, rất nhanh. Người ta không theo kịp mình. Thì chỗ này không ạ? Chỗ này hôm nay chúng tôi muốn nói. Hôm nay có 2 anh em và cúng dường phóng sanh 200 triệu người ta giấu tên. Mà đang thuê nhà ở Sài Gòn. Làm ăn thực sự chưa phải là giàu, nhưng họ tin cái pháp phóng sanh, họ phát tâm, tiền họ không bằng quý vị đâu, nhưng mà họ cắt móc từng đồng từng cắt, họ cúng dường. Tiền ít mà tâm lượng họ lớn. Nếu họ không bỏ ra, chúng tôi cũng bỏ. Bây giờ chúng tôi đã làm thừa khả năng tiền, chúng tôi đi làm, chứ không phải là làm để mong quý vị xuống đây để mà thâu lại, hoặc giả đi kêu người này kêu người kia, không có. Hai anh em phát tâm đợt trước thấy chúng tôi phóng sanh, là đợt trước là chúng tôi bỏ ra 100 triệu. À, cô Chánh Hương bỏ 100 triệu đúng không? Nhưng đợt này họ phát tâm. Nếu cô Chánh Hương không bỏ, chúng tôi cũng bỏ. Mà nếu mà hai anh em nó không bỏ tiền, chúng tôi cũng phát tâm. Làm không khởi niệm vì người khác,
phải cúng dường hoặc là gom góp cho nhiều hơn, thì đây là một loại công đức vô lậu. Không tính toán thì mới gọi là vô lậu. Không phải chúng tôi tự khen mình, mà chúng tôi nói như vậy để mình làm sao tập được cái việc này. À, thứ nhất là tài thí. Thì tài thí có tiền của vật chất đem cúng dường. Thì ở trong sách An Sĩ Tòng Thư chúng tôi mới xem, thì ông Chu An Sĩ ông nói câu nữa này mà chúng tôi thấy hay. Lấy tiền của cải vật chất là loại giả tạm sống trong cuộc đời này, đổi thành một công đức vô lậu là phóng sanh, là in kinh, là đúc tượng Phật, là xây chùa, giúp người nghèo, làm thiện phước thiện, phước thiện. Thì lấy cái đồng tiền giả huyễn này tạm sống trong cõi này, chết là mình không mang theo được rồi, cướp của người ta đến người ta ăn cắp được, người ta lấy được. Lấy cái đồng tiền giả này đổi qua một loại công đức vô lậu. Nếu thực sự tâm người này có tu tập, tin được công đức và muốn liễu sanh thoát tử thì người này mới làm được. Đúng không? Nếu họ thấy tiền là thiệt, là đúng, bỏ ra giống như cắt từng miếng thịt, lấy từng giọt máu của họ, họ đau khổ giống như các ông ở Đức Cộng á, ha, thì họ làm không được. Do cái tâm lượng của họ quá nhỏ hẹp, vì dẫu cho họ có tiền rất nhiều. Cho nên cái gốc Đức Phật vẫn nói là công phu để đột phá lòng tham. Mà trong tất cả cái sự công phu thì niệm Phật nó đột phá là hay nhất. Niệm Quan Âm để trừ tham sân si là hay nhất. Trì chú Đại Bi nhờ thần lực Bồ Tát Thiên Thủ Thiên Nhãn đột phá là nhanh nhất. Còn tự thân của mình để hành được cái hạnh bố thí ba la mật không là dễ. Không là dễ. Không phải là dễ chút nào đâu. À, thì như vậy hôm nay mình biết rằng là cái việc bố thí cúng dường thì đòi hỏi cái tâm người này phải tương ưng với cái lượng tiền họ đưa ra. Hai anh em tuy rằng trẻ, không phải là giàu, đang thuê nhà, nhưng mà tương ưng với 200 triệu. Rõ ràng. Bây giờ có những người họ rút ra 500 ngàn, nhưng mà họ nói, thôi 500 ngàn nhiều quá, thôi xe 100 đủ rồi. Thí dụ vậy đi ha, thí dụ vậy đi. Thì tâm lượng của họ chỉ có 100 ngàn. Tuy rằng tiền của họ vài tỷ, nhưng vài tỷ này nó sẽ mất theo tâm lượng. Đúng không? Hiểu chỗ nào? Hiểu chỗ nào? Vài tỷ đó sẽ mất theo tâm lượng, do tâm lượng nhỏ hẹp quá cho nên không giữ được số tiền lớn. Và Thượng Tịnh Không đó là bạn không có tài đeo cái ngân hàng giao cho bạn, bạn cũng bankruptcy phá sản. Do tâm lượng của bạn không đủ để mà gì? Mà làm việc đó. Như vậy khi mình mở tâm lượng ra, tuy làm chưa được, tuy chưa làm được, nhưng buộc phải khai mở tâm lượng. Ví dụ bản thân chúng tôi sang năm làm cái chùa, đúng không? Nếu bây giờ trầm hâm đi kêu gọi, kêu hết đầu này đến đầu nọ, rồi kêu Phật tử rồi dạy cho cô tu, bây giờ cô phải cúng dường rồi nói ơn nghĩa vân vân, mà trong cái tâm lượng quá hẹp, tuy rằng có đủ 100-200 tỷ xây chùa, nhưng gì? Nhưng không, sẽ không thành công, bởi vì tâm lượng của mình chưa tương ưng được với một cái ngôi chùa lớn như vậy. Cái chỗ này là cái chỗ phải đi vô công phu tu tập để khai mở tâm lượng, đúng không ạ? À, thì khi mà mình giảng về cái việc bố thí như vậy á, thì nó viên mãn. Viên mãn có đôi bên, nghĩa là nếu mà người ta tâm lượng nhỏ thì người ta cúng 100 mình cũng kêu ừ, rồi người ta cúng 20 ngàn cũng kêu ừ, bởi vì tâm lượng bao nhiêu đó mà kêu gọi thêm cái gì, đúng không? À, nhưng mà khi mà tâm lượng lớn ra đó thì gì? Họ cúng nhiều thì họ hưởng được nhiều, cũng như một cái sông nước thì nó đựng được nhiều nước, cái hồ thì ít nước, đúng không? Cái lu thì ít nước, thì cái chén thì ít nước, đúng không? Thì cái chén đó là tâm lượng nhỏ, thì buộc phải công phu để nó khai mở tâm lượng, không còn con đường nào khác. Cái bắt họ đi vô thí cúng dường thì coi chừng mà họ tiếc, họ bệnh á, họ bệnh thiệt đó nè. Chứ gì nữa, họ suy nghĩ hoài họ bệnh. Có cô Bình Phước mà nói, thầy con phát tâm 500 cuốn kinh nha. Kêu ừ cũng được. Cái đổi bắt đầu có chuyện khổ, cái kêu 200 thôi. Hỏi sao vậy? Cái kêu tiền thì có mà sao con suy nghĩ như đó đủ rồi. Cái ừ vậy cũng được. Hiểu chỗ này không? Mà thầy kêu, ủa hồi nãy con nói 500 mà bây giờ con nói 200 cuốn sao mà được. Mình nói vậy họ tối họ bệnh á, họ bệnh liền á. Đúng không? Họ suy nghĩ riết họ bệnh chứ gì? Do cái tâm lượng họ quá nhỏ. Cho nên khi mình hiểu như vậy rồi, người ta đưa 500 đồng tiền Việt Nam thì mình cũng ừ. Mấy thầy nhớ nha, ừ cho nó xong, bây giờ tâm lượng họ như vậy. Bây giờ mình kêu đưa lớn, sao lớn? Bố thí từ theo tâm lượng. Ha.
thì phước báu nó cũng vào cho với mình là tùy theo tâm lực. Được chưa? Là bố thí tài đúng không? Nãy giờ đang nói bố thí tài. Đó là ngoại tài là tiền của, nội tài là bố thí thân mạng đầu bách tỷ nặng. Mà bố thí nội tài thực sự là khó, phải chứng vô như huyễn tam muội, thấy thân này là như huyễn thì mới đi vô bố thí nội tài được. Ngài Xá Lợi Phất chưa chứng như huyễn tam muội, phát bồ đề tâm bố thí nội tài, ai sinh mắt sinh mũi sinh tay cho hết. Quỷ dọ so nó tới nó kêu gì? Tôi xin con mắt ông, tôi làm phước, giờ lỡ phát nguyện lên phải cho, móc mắt ra đưa đưa cho nó cái nó hửi, nó kêu mắt này tanh quá làm thuốc không được, nó vứt xuống kêu mắt bên kia kìa. Trời ơi, con phải móc thêm một con nữa, thối bề đề tâm liền. Tâm lượng chưa tương ưng để bố thí nội tài mà làm quá sức, thối bề đề tâm mù luôn. Nhiều đời trước, kinh khủng không? Cho nên tùy theo tâm lượng rất quan trọng. Có những người người ta đốt tay người ta cúng Phật, thì Tổ Hồng Quang nói chớ làm như vậy. Thân khỏe thì đạo mới tinh tấn, thân khỏe tâm an đạo mới tinh tấn. Nếu mà đốt ngón tay, đốt cả cái thân mình, chích máu nhiều quá, tổn thương cái thân thì làm sao mà tu? Tâm lượng chưa đủ thì làm có chứng ngại. Đúng không? Đó. Ông chồng mình ông chưa biết phát tâm cúng dường, bây giờ mình đem của nhiều quá, ông nghe ông thấy một cái là coi chừng ông đau khổ, ông bệnh ấy. Đúng không? Bà vợ của mình chưa đủ cái khả năng, cái tâm lượng hỏi hẹp thì mình cúng mình giấu giấu đi. Ông chồng mà phát tâm mạnh ra, bà vợ bà suy nghĩ riết bà bệnh á, bà bệnh luôn á. Đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ bố thí mà đi vào lý rồi, lý tánh rồi, phải hiểu cho nó rõ. Rồi, nội tài, Đức Phật làm được điều này. Đức Phật làm được là nếu nói cho ta nghe một câu chánh pháp, ta sẽ bố thí thân mạng. Thì có quỷ dạ so nó nói bây giờ tôi muốn ăn cái thân của ông, tôi không muốn lấy gì hết trơn, ngai vàng tôi không cần. Đức Phật nhiều đời trước vẫn làm vua nghe, không cần. Thì cuối cùng ra Đức Phật nói được chấp nhận. Thì nói cho Đức Phật nghe chánh pháp, Đức Phật hiến cái thân cho con quỷ dạ so, mà vừa phát nguyện hiến thân một cái là gì? Cái thân trở lại như cũ liền. Ghê vậy đó. Có nghĩa là khi mà con quỷ nó ăn vừa hết cái thịt trong người ngài á, còn bộ xương không, thì tự thân của ngài xuất hiện một cái thân đẹp hơn cái thân đang hiện tại. Ghê nhỉ? Vì vậy cho nên thành ra cái việc bố thí nội tài và ngoại tài thì tùy theo sức mình mà làm, và cái người mà nhận thí đó cũng tùy theo tâm lượng của người thí mà độ họ, chứ không phải nhu cầu quá đáng. Hiểu không? Đó. Vừa rồi đây có một cái cô ở trên này, trên chùa, chúng ta kể cái gì nghe cái chuyện này nó cũng vui lắm á. Rồi cuối cùng cái họ mua một cái nhà khoảng 400 triệu cái chỗ nhà cụ Huệ trước chùa đó, và kêu thầy gia đình con thì có nhưng mà không ai quan tâm đến con, thôi con vô con gửi thân cho thầy. Thì khi bà cũng khéo gửi thân thiệt á, mà nói chung là bà cũng sáu mấy tuổi rồi chứ không phải trẻ đâu. Xong rồi lại kêu bây giờ bà sao, bà nói một ung thư tùm lum hết trơn, coi như là xong đời rồi đó. À, viết cái giấy giờ chú Quảng Tịnh cũng ký đồ vô, viết đồ vô và để chú Quảng Tịnh đứng tên, chứ lẽ mà gia đình vô nói đồ này nọ rồi ọe rồi khó chịu với mình con cái đổ ba, cho chú Quảng Tịnh đứng giùm. Dài bữa qua nói thầy con còn cái sổ 500 triệu con cúng thầy luôn. Chứ ổ sao bữa không nói lần luôn, bữa kêu hôm bữa chỉ cúng cái nhà, lỡ mà hết bệnh ung thư, nếu mà lỡ mà con nghĩ là nếu mà nó ung thư thì mạnh, mà lỡ hết bệnh ung thư thì 500 triệu này con cũng có, con xài chứ, nhưng mà con thấy là chắc không qua khỏi rồi, thôi con cúng thầy 500 triệu luôn á. Thì ra chú Quảng Tịnh lấy sổ sách rồi về, xong cái đưa chúng tôi 500 triệu. 500 triệu vừa cầm đó xong cái là cái điện 32 trong chùa nó 600 mấy, con vô đó thôi chứ chạy đi đâu. Rồi đổi vài bữa qua nó nói thầy con còn 200 nữa, tôi quá đâu nhiều vậy. Chúng tôi nói ủa đâu nhiều vậy, tôi kêu hôm bữa con cũng nghĩ con chưa chết con cũng 500 đó, con 200 con giữ lại để con chết con không phải chết, con khỏe để con lo cho con. Thì kêu bữa nay bà thấy sao rồi, thầy kêu bữa nay là con nửa mặt nửa tê, ăn uống gì không được nữa. Thầy kêu giờ con cúng lần nào nữa không, mà kêu hết rồi, vô đây là hết luôn đấy. Ba lần làm cái nhà làm 500, làm 200, nhưng mà 200 đó thì lấy lại 50 triệu để mà mua lặt vặt trước khi chết, thầy kêu cũng được. Trời ơi, phải tính đủ trò hết trơn rồi đó. Thì mỗi người họ có tùy theo tâm lượng để mà họ cúng dường. Đức Phật cũng vậy đó, tùy theo tâm lượng của những người mà Đức Phật nhập, hiểu ra được cái đạo lý này rồi quý thầy an vui lắm, không phải lo, đúng không?
Còn thêm bà nữa, chùa thầy nhiều bà mắc cười lắm. Bà có 5 tỷ. Mà đến khi mà bà ốm còn bộ xương á, là chú Quảng Tịnh mới khiêng bà vô, khiêng bà vô trong ngân hàng, bà ký không nổi luôn, phải lăn tay á, 5 tỷ. Đến khi mà khiêng rồi bắt đầu bà mới nhảy ra. Nghĩa là bà ốm yếu mà bị bệnh á. Cuối cùng bà cúng cho mấy hòa thượng 500 rồi cúng cho chùa tìm để làm tượng sang năm, để làm tượng con mọi thứ. Bà cúng xong xuôi hết rồi á. Ngày bữa cái loại 2 tỷ ra nữa. Là 2 tỷ xong bắt đầu gì mà kêu 2 tỷ này á, sư phụ từ từ để mà làm Phật sự. Chuyện nào thật sự con chết rồi đó thì sư phụ mới cúng dường làm chuyện kia chuyện nọ, mà con chưa chết là con lấy lại. Cái được không sao đâu. Thì cuối cùng chúng tôi vô đem bà lên trên bệnh viện Hoàng Mỹ, cái bà sống lại thiệt, bà vừa sống chưa khỏe mà thầy sư phụ trả con 2 triệu. Để mang qua cho, mang liền qua 2 triệu. À, hai tỷ á, mang liền qua 2 tỷ. Mà 2 tỷ đó là gửi trong ngân hàng, còn 2 tỷ 3 đó. Mà kêu thôi lấy 2 tỷ 3 thì thôi cho sư phụ 300 đó luôn đi, còn 2 tỷ con lấy lại. Rồi vài bữa đến lãi đó, nếu mà sư phụ trả cũng được, không trả cũng được, còn dư 300 đó mà. Chù thì bà tính nhiều. Ôi cha mẹ ơi, mấy bà già đâu tiền nhiều thiệt nha. Có đâu. Thì thực sự mà nói thì chúng tôi cứ bất ngờ tiền nó tới, bất ngờ, rất bất ngờ. Tới cái là giải quyết, tới cái giải quyết cho tâm bảo, tới cái giải quyết cho tâm bảo. Hiểu cái đạo lý đâu à? Đó là cái việc mà nãy giờ đang giảng cái việc bố thí tài, bố thí nội tài ha. Nãy giờ nghe thấy hoan hỷ không à? Nhớ nghe, hồi nãy giờ cái việc này nói là không phải chỉ học lý thuyết, mà thực sự cảm nhận trong cái nguồn nội tâm rất là sâu. Đây là cái việc mà cảm nhận từ nơi nội tâm, chứ không phải nói trên lý thuyết. Thực sự cảm nhận rất là sâu, cảm ngộ rất là sâu cái việc về bố thí cúng dường này. Cái cuộc đời chúng tôi thành tựu được cái pháp hội. Hôm nay có thầy Lạc nè, thầy Lợi, thầy Đắc nè, số các thầy lúc trước ở tại chùa của mình. Thì chắc là quý thầy biết cái sự vất vả khi đi ra bên ngoài để làm Phật sự. Nhưng mà thật sự các Phật tử, các thầy, cái nguồn tâm linh mà công phu không sâu á, thì mình rất dễ chướng ngại. Chướng ngại từ nơi lòng tham, lòng sân, lòng si mê, lòng ngã mạn, lòng nghi ngờ của mình á, nó sẽ gây ra cho mình trở ngại. Vì sao chúng ta nói điều này? Tất cả những cái việc Phật sự của mình tùy theo cái sức dụng công tu hành của mình để mà mình đối duyên xuất cảnh để mình làm Phật sự. Mà cái hay nhất chúng tôi học được Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài Lý Bỉnh Nam, rồi Tổ sư Ấn Quang là tùy duyên. Hai cái chữ tùy duyên này là có cũng được, không có cũng được. Không phan duyên. Nhớ không? Quý vị cũng vậy. Tiền của vừa đủ mở cái quán tạp hóa mà đi làm một cái vật liệu xây dựng quá lớn, hoặc là mở một cái hãng gì quá lớn, nợ nần chồng chất, cuối cùng gì? Bể, trở ngại, trốn chui trốn nhủi. Mà không phải như đó xong, gia đình tan nát hết. Vợ cãi qua, chồng cãi lại, nói tới nói lui, tan nát hết vì cái đồng tiền này. Chùa cũng vậy. Nếu không khéo xây dựng lớn, mượn nợ, nợ đòi tối ngày, thì sao? Phiền não tu không được, đại chúng rối hết toàn bộ. Chùa cũng vậy, công ty cũng vậy, gia đình cũng vậy. Phải hiểu cái đạo lý này. Đó, giờ thầy phổ nhận tiền Phật tử cúng dường, thầy tánh lo tiền của đại chúng dưới kia, không nợ một đồng bạc nào hết. Bản thân chúng tôi để cho chúng an định. Cái đầu tàu chúng tôi mà nợ nần trở ngại thì cả con tàu, to tàu tiêu hết. Nên nhớ điều này. Gia đình quý vị cũng vậy. Cha mẹ đứng ra là đầu tàu, nợ nần tới đòi, con cái có yên không? Lộn xộn hết. Vì vậy cho nên thành ra cái cuộc sống của mình phải tùy duyên. Lựa cơm gấp mắm, có nhiều xài nhiều, còn không có thì thôi. Có chùa xây chùa lớn, còn không có Phật cũng không bắt buộc mình phải xây lớn. Che mái tôn, chúng tôi là liên hồn ráp che mái tôn. Còn có tiền cúng dường thì xây cho nó kiên cố, nó chắc chắn, để chừng mình ra đi đệ tử mình khỏi phải cực, hoặc những vị còn lại không cực thì mình đủ sức mình làm. Nhưng lắng nghe chỗ này, có tiền xây cái chùa 200 tỷ thì người này trong túi phải 300 tỷ. Lý do gì?
xây chùa rồi còn phải có tiền để nuôi chúng cho bộ cặp đất ăn được không? Cặp đất ăn được không? Hôm bữa cô Liên An là vợ ông trung tướng ở ngoài Đà Nẵng, ông nói sư phụ ơi, một số các thầy xây chùa xong nợ nần để mong Phật tử cúng dường chúng tan rã hết. Chúng tôi nói cha tan rã còn đỡ, đói không có gạo mà ăn, đi cặp đất ăn được không? Có khi chúng tôi xây chùa đừng có quá tiền quá sức đi rồi cuối cùng không có, đi xin Phật tử họ tránh mình hết. Đó là nói cái đạo lý mà bản chất chúng tôi phải lập trường như vậy. Quý vị cuộc sống bên ngoài cũng vậy. Nếu đi mượn mỏ riết người ta nhìn cái mặt của quý vị người ta tránh. Gọi điện thoại họ khóa máy, họ cấp nguồn, họ chặn số quý vị. Không có thể nào mà có thể là mình mà nương người khác, tự sức của mình. Đúng không? Xây một cái công ty đó, làm công ty đó 200 tỷ, túi mình phải 300 tỷ, lỡ con cái bệnh hoạn hoặc làm ăn lỗ lã có tiền đắp vô. Phải tự sức mình mà làm, còn không thì bán giấy số. Bán giấy số nổi không? Còn không nữa thì gì? Thì đẩy thang. Phải lập trường như vậy. Đó là cái việc mà mình hiểu về cái nguyên lý của tiền cũ và sống tạm ở cõi này, thọ mạng hết về Tây Phương Cực Lạc. Có cái gì mà mình phải kiên cố ở cõi này? Tùy theo cái phước duyên của mình làm. Đó là hôm nay chúng tôi nói chân tình giữa quý thầy với nhau, rồi giữa Phật tử chúng tôi coi quý vị như là gia đình. Đã là gia đình là không có lừa gạt. Đã là gia đình rồi thì không có cái chuyện mà mình gọi rằng là nói thì bóc phép ba loa. Nói chân tình với nhau. Người ta đến với mình bỏ bao nhiêu thời gian, sức khỏe, tiền bạc, rồi bao nhiêu cái công sức đến đây, mình nói cái chuyện nó tầm phào không ra gì hết thì lợi ích gì tiên chứ. Một lần là giải tán chứ không có lần thứ hai đâu. Đó là cái đạo lý, quý vị hay coi cho kỹ. Thì cái việc thứ hai chúng tôi muốn nói với quý vị là sở dĩ pháp hội chúng tôi thành tựu được là từ khởi niệm nuôi bốn bà cụ. Từ một cái niệm nuôi người già thì bố thí tài, thì mình nuôi cho họ đầy đủ của cải vật chất ăn uống, mà nuôi những người già có cái phước báu đặc biệt để họ sống thêm thì thọ mạng mình có. Đây cũng là một cái loại công đức vô ý. Công đức vô ý nghĩa là kéo dài thọ mạng cho những người già, kéo dài thọ mạng cho con cá nó đang ở dưới này nè. Và không ăn thịt để khỏi gì? Để khỏi gây oán thù và nợ đập đầu, lột da, cắt cổ. Ăn một miếng thịt, đây là một cái nhân để gieo với cái việc chết không tồn thay. Văn sao tổ sư Ân Quang nói. Miếng thịt quý vị ra ăn tô bún, chẳng lẽ người ta lóc miếng thịt của con gà, con vịt, con heo rồi nó vẫn sống hả? Đâu có. Phải giết một con quý vị mới có một bát thịt, bát bún quý vị ăn đúng không? Mà khi giết một con đó, quý vị không thấy thôi, quý vị biết nó rên ra, nó đau khổ như thế nào không? Cho nên Tổ Ân Quang nói khuyên người ăn chay hơn là khuyên họ phóng sanh. Họ bỏ tiền túi ra khó lắm, khuyên họ ăn chay dễ hơn. Mà khuyên họ ăn chay thì người khác bỡ đỡ giết, rất là tuyệt vời. Nên là khuyên người ăn chay rồi mới đến kiên giết, mới đến phóng sanh nha. Nhớ cái quy trình của Tổ Ân Quang, khuyên người ăn chay. Nói làm sao để hiểu ra cái đạo lý, để họ sợ cái nhân quả, để họ phải ăn chay thì mình thành công. Còn để bao nhiêu quý vị biết không? Một tháng ở đây lần, một tháng ở ngoài Đà Nẵng một lần, mỗi thứ năm ở chùa một lần, chủ nhật một chùa một lần là 120. Thì họ đến với mình đâu phải là lần nào họ cũng đến đâu, đúng không? Nhưng mà họ đến cái việc phóng sanh đó thì rất là tốt, rất là tốt. Nhưng mà cái thời gian cũng giới hạn, tiền bạc giới hạn với họ. Nhưng nếu khuyên họ ăn chay từ ngày hôm nay thì quý vị biết công đức của mình như thế nào, đúng không? Họ ăn vô hoài mà, họ ăn hoài, ngày nào cũng ăn mà, thì công đức của mình và công đức của họ mới là lớn. Công nhận cái trí tuệ của Tổ sư Quan tuyệt, rất tuyệt vời. Hồi hôm thứ năm có một cô cổ qua cổ gặp chúng tôi. Mà bao nhiêu người họ khổ đâu, họ tìm mình mới là chết chứ. Họ khổ gì mà họ khổ, họ gặp thầy Phổ. Thầy Phổ nói tôi giải quyết không được, qua gặp ông sư phụ đi. Rồi cho dắt qua. Tôi gặp bố kêu, trời ơi sư phụ ơi con khổ quá, bây giờ con thân tàn ma dại rồi. Trời cho bà rên hừ. Mất một tiếng rưỡi đồng hồ với bạn. Công nhận cái bà này bố cái nồng độ khổ quá lớn, cho nên mình dùng toàn sức, coi như là dùng toàn sức, phải một tiếng rưỡi đồng hồ bắt đầu mới cầm được nước mắt. Thì hỏi lý do về khổ, khổ làm sao, khổ về tiền hay về tình? Nó kêu cái gì nó cũng có hết. Tôi kêu cái kiểu này chắc thầy thua quá, bà cái gì cũng có. Thế tôi ớn bà quá rồi, tôi làm sao tôi xử bà được. Nói chuyện chơi chơi rồi, cái gì nói nghe.
ông chồng con ông cá độ đá banh, ông chơi ông để con mấy tỷ, bây giờ ông đi mất rồi. Rồi ba con thì cứ gọi điện thoại chửi miết, mày ngu tao nói mày bỏ nó rồi, bây giờ mày là mày cái đeo mang, bây giờ mày trò với chửi tan tành mây khói, bây giờ nhà con nợ nần bao nhiêu tỷ rồi, con thì giờ nó khổ, ba con cũng bỏ con, bây giờ con thân tàn ba dại. Thì chúng ta mới nói đến cái câu này tự nhiên cũng cầm nước mắt. Bữa nào mà quý vị rơi nước mắt gặp tôi, chúng tôi nói câu này là bảo đảm phải cầm, không có chạy đâu hết trơn. Biết câu gì không? Bây giờ cô thân tàn ba dại, cô chết rồi có ai theo cô không? Bây giờ cô nói là chồng cũng bỏ, cha mẹ cũng bỏ, con cũng bỏ hết rồi. Thì chúng ta nói vài bữa cô chết rồi, người ta có đi theo cô được không? Nghĩa là trước sau gì mình cũng phải đi một mình, đúng không? Đó, bây giờ như cô Hương đó, bà ngồi đó, chồng con mọi người cháu chắc đầy đủ không? Khi chết nó có đi theo mình, nó vô hồn nó chui xuống với mình như chung không? Khi nói cổ này cái cô giật mình, cô cầm mắt nước mắt lại. Trước sau gì mình cũng phải đi một mình. Mà nếu ngay hiện tại mình khổ đau, mình thấy người khác ruồng bỏ, cái ý niệm khổ đau này nó sẽ đưa mình xuống địa ngục liền thôi. Mình đi xuống đó thôi, trong đi đầu mà cũng đi một mình. Thôi bây giờ về trì chú, niệm Phật, tụng kinh, ăn chay. Bà kêu úi dồi, con lên chùa thầy mỗi chủ nhật. Con kêu mỗi chủ nhật mà còn khổ như vậy là tu sai. Bà kêu con tu vậy đúng không? Hỏi tu làm sao? Con nhắm mắt con trì chú, hào quang cho mắt con cái sẹt 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 sẹt. Trời ơi, ma nó dựa bà rối. Mà đúng y càng ma. Suốt ngày cứ khởi niệm đi chữa bệnh tà. Hỏi chữa làm sao? Con bấm xong con lấy đèn con xô vô đầu người ta, rồi bắt đầu tà xuất ra, con thấy mấy hương linh thai nhi đi theo. Kêu bà thấy thiệt hay là lừa dối? Bà ngừng, kêu bà lừa dối, làm sao mà đủ thần thông bà thấy thai nhi được? Bà xạo. Trời ơi, coi như là bật tới bật lui 1 tiếng rưỡi. Bắt đầu mới hỏi giờ tu làm sao, chùa phụ chỉ đi. Kêu vậy mà kêu mỗi chủ nhật lên chùa tu. Tôi nói không ớn với mấy bà này thiệt. Cuối cùng mới nói sáng đi chị 50 biến để bi đi, tối chị 50 biến để bi theo cái máy nha, xin cái máy về vứt cục sạc đâu không biết luôn, giờ xin cái cục sạc. Rồi cuối cùng chỉ từng chút xong rồi bắt đầu gì về tu, mà trong đầu luôn luôn khởi niệm là bây giờ ông bỏ con rồi, con nợ rồi, con đang làm công an thì bây giờ nó mất chức đồ, con là một cái tâm niệm khổ đau. Thì chúng tôi mới nói này, sở dĩ Bồ Tát không khổ đau là Bồ Tát không nghĩ như cô. Mà hỏi Bồ Tát nghĩ như thế nào? Bồ Tát nghĩ đến Phật nè, Bồ Tát nghĩ đến Pháp nè, là phương pháp của Phật á, là nghĩ đến Tăng nè, cung kính Tăng để cúng dường, nghĩ đến giới nè, ví dụ mình giữ 5 giới là hàng ngày nghĩ đến giới nè, rồi nghĩ đến thí xả là bố thí thì buông xả nè, nghĩ đến điều thiện chư thiên nè, nghĩ đến hơi thở nè, rồi nghĩ đến sự chết. Thì Bồ Tát 8 điều này Bồ Tát nghĩ hoài trong cuộc sống, hàng ngày Bồ Tát nghĩ như vậy, chứ không phải nghĩ như cô, cho nên thành ra Bồ Tát đâu có khổ đâu. Do cô nghĩ sai, không đúng với Phật Bồ Tát, cho nên cô đâu khổ là đúng rồi, chạy cái nào nữa. Đúng không? Quý vị coi ngày hàng ngày mình để ý coi, nghĩ thằng đứa con thì thấy đứa con nó làm mình phiền khổ đúng không? Nghĩ ông chồng thấy ông chồng cũng làm mình phiền khổ đúng không? Nghĩ đến cái gì thì cái đó ảnh hưởng đến tâm tưởng sự thành. Đúng không? Thôi giờ nghĩ đến Phật đi, nghĩ đến Phật niệm Phật. Niệm Phật chặt cái bắt đầu nó hơi mệt, nó hơi căng thẳng. Cái là mình không quen, cái mình chuyển qua mình coi Pháp, đọc văn sao, đọc sách, đọc kinh. Rồi để mình nói Pháp cho người ta nghe. Rồi mình nghĩ đến chư Tăng, rồi bây giờ phải làm sao xây nhà chư Tăng ở. Không có tiền thì bây giờ mình cúng dường một bữa ăn, vân vân. An lạc không? Nghĩ đến cái giới mình tu. Cho nên thành ra ông chú An Sĩ ông nói là Phật Bồ Tát nghĩ đến những điều thiện pháp, cho nên Phật Bồ Tát rất an vui. Còn mình nghĩ những điều ác pháp, cho nên cái ác pháp nó trói buộc lại mình, nó làm mình đau khổ. Đúng không? Mới sáng nghỉ thức dậy, bữa nay ăn cái món gì ta? Ồ, bún bò chỗ đó ngon. Chỗ đó là tuyệt, bún bò ngon. Nghĩ đến bún bò, nghĩ đến con bò, thì con bò nó chết đau khổ như thế nào, thì cái nghiệp vô hình chung nó trở lại mình. Hôm qua chúng tôi nói, hôm thứ năm chúng tôi nói với cô đó, cô ăn chay chưa? Kêu con ăn chay kỳ 15-30. Thì cô đó, mỗi buổi sáng cô phải nghĩ ăn con này, ăn thức ăn kia. Mà cái thức ăn của con này con nọ đó đâu phải là nó chết một cách tự nhiên, nó chết nó ngã lăn cái đùng không ai giết nó, rồi cô lấy thịt đó cô ăn đâu, đúng không? Mà phải người này đâm nó, đâm họng nó, cá thì gì, cắt cổ nó, mổ bụng nó. Thì tất cả những hành động cô ăn cô phải bị ảnh hưởng. Bây giờ bắt đầu nó hại cô, suốt ngày cứ nghĩ chuyện bệnh tà rồi chữa tà, không nghĩ đến Phật, cho nên thành ra bây giờ nó ảnh hưởng. Tôi kêu thầy, có khi nào con chữa bệnh tà bây giờ mấy con ma nó theo con không? Chữa ma nó theo rồi. Trời ơi, 1 tiếng rưỡi, 1 tiếng rưỡi bắt đầu mới cầm nước mắt, bắt đầu mới xách máy cười hì hì đi về kiểu đó, thấy không? Hồi nãy giờ cái khổ cái khóc nó có thiệt đâu. Nó có thiệt đâu, đúng không?
Cho nên hôm nay chúng con muốn nói cái pháp mà Phật dạy thì đừng nên cộng nghiệp sát sanh, nên quan tâm chuyện này dùm, lắng nghe cho kỹ. Cộng nghiệp sát sanh là sao? Hôm nay đã ăn tô bún bò, bún giò heo, bún cá, bún tôm, bún gì đó, thì con súc vật đó nó chết trong sự đau khổ. Tuy mình không thấy nó chết, mà nghiệp chết đau khổ nó, mình vẫn bị cộng nghiệp. Nghiệp này là nghiệp cắt cổ phanh thay. Hiện tại phước báu còn, nó đang che chở, chưa xảy ra chuyện gì, âm thầm nó đang hoa báo, nó đang xảy ra đó. Thì cái lúc chết quả báo phải làm lò xuất sanh, lúc này mới là đáng thương. Những con cá mà đang hiến thân cho người ta ăn ha, thì đời trước nó cũng là con người đó, Tổ Hồng Quang nói đó. Thì nó giết con người, bây giờ con người giết lại, người chết làm cá chết làm người chết làm dê chết kết làm người. Kinh Phật dạy rồi, không có sai đâu, không phải chúng tôi hù dọa quý vị đâu. Trong này mà người nào mà ăn chay trường, chúng tôi nói đến chỗ này thì thôi mừng hú hồn hú dí, đúng không? Còn mấy người mà đang ăn mặn là đang lo hồi hộp, không biết thầy Văn Nhạo nói có không ta? Có không? Chúng tôi không hù dọa. Cái nguyên tắc nói pháp là không hù dọa chúng sanh, mà nói đúng chân lý. Nói đúng chân lý là lẽ thật, để cho người ta nghe. Nếu hôm nay họ ăn 4 ngày thì họ phải về ăn 10 ngày. Mà họ ăn mặn họ niệm Phật được không? Được, cho họ ăn 10 ngày. Bắt đầu là lên 15-20, bắt đầu họ ăn chay trường. Đó là bậc trung căn hạ căn, họ phải làm từ từ. Còn bậc thượng căn họ nghe đến đây một cái là gì? Họ bật qua ăn chay trường liền. Nếu có chướng ngại thì bắt đầu dùng công đức niệm Phật trì chú đột phá nó hết. Cho nên thành ra cái việc mà hôm nay chúng tôi nói đến cái chuyện ăn chay ăn mặn thì thực sự chúng tôi có cái sự thành công. Là những người gặp chúng tôi họ ăn chay rất nhiều. Hôm nay ăn ai chay trường rồi giơ tay lên coi, giơ cao lên. Trời ơi, 90% rồi, thành tựu rồi. Đúng không? Đúng không? Riêng cái pháp này thôi, đơn giản. Mà Tổ sư Ấn Quang nó khuyên một người ăn chay thì cả đời họ không ăn thịt, thì bao nhiêu con thú mà sống thêm thời gian đối với họ thì thọ mạng họ phải kéo dài, mà cái người khuyên đó cũng được cái công đức quy về cho họ thọ mạng kéo dài chứ, đúng không? Thực sự một cái pháp ăn chay này tưởng chừng là đơn giản, nhưng mà nghe về chân nghiệm đi sẽ thấy hay. À, rồi. Ủa, nãy giờ hơn tiếng rồi. À, trước khi nói đến cái chuyện mà bố thí pháp rồi bố thí vô ý, chưa nói đến cái chuyện ái ngữ lợi hành động sự. Ái ngữ làm sao? Lời nói có thiện cảm. Hồi nãy giờ chúng tôi nói nó có cái chiều sâu để đột phá nghiệp lực, nhưng mà không mất lòng quý vị, đúng không? Đây là một loại ngôn ngữ gì? Đây là một ngôn ngữ gọi là biện tài. Chúng tôi vẫn chưa đạt được cứu cánh của biện tài. Phật có biện tài, lưỡi của Phật le ra đến trán, là suốt cuộc đời không nói ác ngữ, chỉ nói là thiện ngữ, ái ngữ. Và một lời nói của Phật âm thanh, con gà, con vịt, con heo, con chó, con người, cõi trời, chư Phật đều nghe được hết, gọi là phạm âm, hải triều âm. Đây là Phật nhiều đời dùng ái ngữ với nhau. Còn mình là dùng cái gì? Ác ngữ. Tôi đánh mày chết, thế kia thế nọ, là từ nơi cái tâm ác nó phát xuất ra cái lời ác, làm cho người khác đau khổ. Mũi tên thì bắn vào trong cơ thể, chết một đời có thể rút ra kịp chữa trị. Nhưng lời nói đã vô tâm thức họ rồi, họ xóa không được, thì chắc chắn cái người mà nói ra đây thì đọa ác đạo. Cái lời nói như một mũi tên không hình, nhưng nó giết con người ghê gớm. Cái cô mà hôm trước chúng tôi nói mà cái kiểu mà chữa bệnh tà ma không biết tu, mà nói bây giờ trong đầu cô nó đủ thứ cái ngôn ngữ, cái hình ảnh của con chồng, ông cha, đủ thứ trong này, con khổ đau tiền bạc. Bây giờ con làm sao xóa đây? Trì chú đại bi sáng 50, chiều 50, một tuần sẽ thấy, bảo đảm mà. Bởi vì cái thần lực chú đại bi là nó đột phá để những cái ý niệm đó tan biến rất nhanh. Rồi khi có tính tâm rồi mình niệm Phật. Còn nếu mình niệm Phật chưa có tính tâm thì mình chuyển qua trì đại bi với niệm Quan Âm đi. Rồi bắt đầu khi có tính tâm rồi mình vô niệm Phật. Đó là thầy Tánh đọc tuần trước.
Tổ Quang nói người chưa có duyên với niệm Phật, niệm vô chưa thành phiến, niệm vô là nó bật ra, niệm vô là buồn ngủ, niệm vô là chán, thì cần phải có Bồ Tát Quan Âm với thằng chú Đại Bi đi sâu vào thời gian rồi bắt đầu mới lấy niệm Phật làm chánh hạnh, niệm Đại Bi, niệm Quan Âm làm trợ hạnh. Cái cách của Tổ Quang rất hay, rất hay. Quý vị để ý, lúc trước chúng tôi bên Mỹ mà một câu Phật hiệu mà nén 3 tháng là mất ngủ luôn, căng quá ngủ không được, vậy mà có Đại Bi nó mát mẻ, công nhận hay thiệt. Thì như vậy về cái việc mà bố thí pháp á, thì đây là một cái loại bố thí để nó sanh ra trí tuệ. Còn bố thí tài, nội tài, ngoại tài thì nó sanh ra cái phước báu. Bây giờ thầy Tấn sẽ đọc nói đến cái việc mà phóng sanh của ông Chu An Sĩ ở trong cái quyển sách Vạn Thiện Tiên Tư. Thay đổi không khí một chút ha. Bữa nay không có ai hát hết trơn á, cứ có mình thầy Giác Nhàn với thầy Tấm hát thôi. Thấy không?